Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về cái tính thấy không có ngại. Tức là khi mà chúng ta tu hay học, nếu mà chúng ta biết được một điều gì đó nó chính xác, chẳng hạn như về cái tính thấy, hay là cái nghe, hay là cái biết, chúng ta chỉ biết nó đúng vào cái điểm chính xác của nó chừng một lần thôi, thì chúng ta sẽ mở ra được rất nhiều mặt. Cho nên, cũng như tất cả các căn của chúng ta ở trong những cái ngũ căn mà chúng ta chỉ thành tựu được một căn, thì tất cả các căn nó đều sẽ thành tựu hết cả. Thế chúng ta định được cái con mắt thì cái tai hay là cái thân hay là cái gì nó cũng định. Mà chúng ta định được cái trong tính nghe, tức là chúng ta ý thức được cái nghe là gì, thì tất cả các cơ thể của chúng ta cũng tự định. Bởi vì nó một là tất cả. Nhưng mà nếu chúng ta không định được cái đó thì cái khác nó trở thành cái tính chất nghi hoặc, hoặc là nó có một cái sự thay đổi. Vì thế cho nên khi mà chúng ta thấy hay là biết chính xác thì nó trở thành chính nó. Cho nên nó không có cái tính chất phân hai. Cũng như chúng ta biết cái gì nó bằng cái tánh biết, thì tánh biết đó nó không nghi. Còn chúng ta biết một cái gì mà chúng ta biết bằng cái kiến thức hay là bằng cái biết để phân biệt, thì cái biết đó nó sẽ nghi. Bởi vì cái phân biệt đó nó có cái tướng ở trong tâm. Mà cái tướng mà nó ở trong thức, trong tâm của mình thì nó thay đổi. Rồi lúc đầu thì mình biết nó như vậy, tức là bên trong nó như vậy, nhưng mà chốc lát bên trong nó thay đổi thì mình cũng thay đổi. Cho nên cái sự thay đổi của tâm chúng ta hay là thay đổi của đời sống là nó thay đổi từ bên trong. Còn ở bên tất cả thân thể, đời sống của chúng ta, nó là cái vô tư, nó do cái duyên hòa hợp, cho nên chúng ta sanh ra tất cả những cái những vấn đề kêu bằng của cái sự động tình, cái oai nghi. Còn ở bên trong đó thì nó nếu mà nó như chính nó, thì ở ngoài cái sự thay đổi đó chúng ta không có loạn. Còn nếu mà bên trong nó không tự chính nó không ở trong chính nó, thì bên ngoài nó sẽ loạn. Cho nên cái loạn bên ngoài là do cái tính chất ở bên trong, nó không có cái điểm dừng, nó không có cái điểm chủ chốt của nó. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ trở lại nghe về cái tánh thấy mà nó không có ngại, mà chúng ta phải dựa vào cái văn bản của những cái lời của Đức Phật dạy, để chúng ta làm cái điểm mà nó không có nghi ngờ nữa. Như là Phật nói, như ở đây là Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh thấy ấy là của tôi chứ không phải của ai khác, thì khi Như Lai và tôi thấy đủ cung điện Tứ Thiên Vương, nơi cung Nhật Nguyệt, cái thấy trùm khắp Ta Bà, đến khi trở về tịnh xá chỉ thấy ở ngoài vườn và ở trong là sườn cột mà thôi. Bạch Thế Tôn, tánh thấy gốc trùm khắp các cõi, nhưng nay ở trong nhà chỉ thấy cái khuôn nhà, thì tánh thấy tự thâu hẹp lại, lớn thành nhỏ hay là bị vách ngăn trở tánh thấy? Tôi chưa hiểu chỗ sở do, cầu xin Phật từ bi chỉ dạy. Tức là khởi đầu là cái câu hỏi của A Nan. Nếu tánh thấy là của tôi, tức là của một cái sự riêng tư của tôi chứ không phải là của người khác,
Thì khi mà Như Lai và tôi thấy những cái cung điện, bởi vì lúc Đức Phật đã chỉ, ông thấy cái cung điện của Tứ Thiên Vương, tức là ở phía dưới của cõi trời Đạo Lợi, tức là lúc bây giờ Đức Phật thuyết pháp, có những khi mà Đức Phật tự có thể phải hiển lộ cái thần thông ra để cho người ta thấy. Và nếu mà Đức Phật nói về núi Tu Di, Đức Phật có thể chỉ thẳng do cái uy lực của Đức Phật, cái sự giác ngộ của Đức Phật, cho nên tự nhiên chúng đó nó có cái thể thấy được ở cái núi Tu Di, hay thấy cái cung trời Đạo Lợi, hoặc là có thể thấy, nghĩa là trong tam giới này, nếu Đức Phật muốn thấy chỗ nào thì cái chỗ đó nó hiện ra. Và nếu Đức Phật muốn làm cho chúng sanh thấy đó để mà tu học, để mà giác ngộ, thì chúng sanh cũng thấy như chỗ Đức Phật thấy. Bởi vì khi mà cái tâm nhãn nó mở ra thì cái thấy nó không phải là bằng cái con mắt thịt, mà cái thấy đó nó là cái tính thấy nó tự nhiên của cái bản thể đó. Cho nên nói là cái thấy trùm khắp ta bà. Nếu mà khi trở về nơi tịnh xá thì ở ngoài vườn và ở trong là sườn cột mà thôi, tức là chúng ta nó thâu lại cái thấy nó hạn hẹp. Ở ngoài kia thì chúng ta thấy nó rộng rãi, chúng ta thấy tuốt qua từ bên núi ra từ biển, nhưng mà chúng ta vào đây thì chúng ta cái thấy nó bị hạn hẹp. Bạch Đức Thế Tôn, tánh thấy gốc trùm khắp có cõi, nhưng ở ngay trong nhà chỉ thấy nội khuôn nhà, thì tánh thấy tự thâu hẹp, chứ thành lớn thành nhỏ hay là bị vách ngăn trở tánh thấy, tôi chưa hiểu chỗ sở do, cầu xin Đức Phật từ bi giảng dạy. Tức là cái này Ngài A Nan ổng chưa có ngộ về tánh thấy, cho nên do như vậy ổng thấy bị cái vật cản, vì những cái đó, vì cái tướng thấy cũng như cái sở thấy, chứ không phải là cái thấy. Bởi vì cái thấy thì thực sự nó không có lớn, không có nhỏ, nó không là cái gì cả. Nhưng mà mình phải tự thấy được cái tánh thấy, chứ không phải là mình bị cái vật nó làm cho ngang cái tánh thấy, mà mình trở thành thấy vật, thấy cái sự vật. Đó. Cũng như mình thấy cái thấy của mình, trong cái thấy của mình mà sự vật nó hiện ra. Cũng như bây giờ trong cái thấy của tôi, mà bây giờ tôi đưa ngón tay lên, nó hiện ra và gọi là tôi thấy cái ngón tay, chứ không phải là cái thấy của tôi nó nằm trong cái ngón tay, mà ngón tay nó đi qua trước cái thấy của tôi. Còn cái thấy của tôi nó giống như hư không, nó ở trong cái tự tính của nó, cho nên cái này nó có đến có đi, nhưng mà trong cái ngón tay nó đến nó đi, nhưng mà tánh thấy tôi, hay tôi dai cái này thì cái nào nó hiện ra thì gọi là thấy. Cũng như cái gương, mình rọi qua chỗ nào thì cái hình ở ngoài nó rọi vào cái gương, bởi vì cái gương nó có cái tính chất thâu cái hình của sự vật đó, như vậy đó, chứ không phải là cái gương nó thấy sự vật. Cái đại khái như vậy. Đức Phật dạy tất cả sự vật ở thế gian, lớn hoặc nhỏ, ở trong hoặc ở ngoài, đều thuộc tiền trần. Tiền trần hữu hình nên có thâu hẹp, có hạn chế, chớ tánh thấy vô hình không làm sao có được những cái tác dụng như ấy. Bởi vì sự vật là nó có hình thức, nó có màu sắc, có lớn nhỏ, có tất cả những cái đó, nó thay đổi và nó hiện ra tất cả những cái đó. Còn cái tánh thấy á, thì nó không phải là cái đó. Cho nên cái đó là nó là một khách thể, cái bị thấy, chứ không phải là cái thấy. Vì thế cho nên do như vậy á, thường thường mình nói mình thấy cái này cái kia, thì mình nói với trong cái cõi người của mình, hay là trong những người đồng cảm trong một cái tầm nhìn á, thì ai cũng biết. Và cái điều đó như là nó đúng. Nhưng mà thật sự nếu mình nói về để mà giác ngộ, để mình biết cái thực tánh của mình là cái thấy, cái nghe, cái biết hay là cái gì đó, thì ở đây nó trật lắc, nó không trúng mấy cả. Cho nên mà mình định vị cái tính thấy nó không chính xác. Đó. Vì thế cho nên cái thấy nó không phải lớn, không phải nhỏ, mà lớn, nhỏ, vuông, tròn hay là màu sắc cái gì đó là nó sự vậy.
còn cái tính thái. Bởi vì nói như vậy để cuối cùng mình không bị dính vào ở trong cái tướng phần, mà mình ở trong cái tính phần. Và thật sự mình cũng không bị dính vào cái tính phần, mà mình ở trong cái chứng phần. Tức là mình biết cái thấy và cái đối tượng của thấy, nghĩa là cái mình thấy cái gọi là tạm thời gọi là chủ thể, và ở ngoài là khách thể. Cho nên giữa hai cái đó mình thấy, thì cái thấy của mình nó không dính. Vì nó không dính cho nên nó không thay đổi. Nếu mình căn cứ mình biết được cái điều đó thì thật sự cái tâm mình nó không có xê dịch nữa. Tâm không xê dịch tức là thật sự mình không có bị mòn, bào mòn, mình không có bị thay đổi, mình không có bị già chết sơ cõi nữa. Đại khái nó như vậy, nhưng mà mình phải biết từ từ để mà lần lần nó vào cái trung điểm của đó, thì tự nhiên mình nhập vào chính nó. Ví dụ như có một món vật dụng vuông vức, thì trong vuông ấy thấy hư không vuông. Ví dụ như chúng ta thấy một cái khung ở trong cái quang cảnh ngồi đây, là cái nhà này nó vuông, nhưng mà nếu bây giờ chúng ta nói hư không ở trong này vuông, nhưng mà lát nữa nếu chúng ta khoanh lại có một vòng tròn, chúng ta lấy một cái miếng vải chúng ta khoanh tròn, thì chúng ta thấy cái không gian này nó dường như tròn. Thì cái điều đó thì ai cũng nghĩ như vậy, nhưng mà thực sự nó sai. Cho nên chúng ta định nghĩa cái sự thấy nó sai. Không phải là chúng ta thấy vuông hay là thấy tròn. Cũng như thấy hư không vuông, ta hỏi âm, trong vật vuông ấy, thấy hư không vuông có nhất định hay chẳng nhất định? Nếu nói hư không vuông có nhất định, thì khi dùng một vật tròn, đáng lẽ hư không chẳng thành tròn. Nếu nói hư không vuông chẳng nhất định, thì khi ở trong đồ vuông, đáng lẽ hư không chẳng thành vuông. Hễ vật tròn thì hư không tròn, vật vuông thì hư không vuông. Ý nghĩa như vậy làm sao có cái sở do được, tức là do cái chỗ đó được. Nếu muốn hư không chẳng có vuông tròn thì bỏ vật chất vuông tròn, còn hư không chỉ tùy vật chất, chớ bổn thể của hư không chẳng có vuông tròn thì lấy chi mà bỏ. Bởi vì căn cứ vào cái thấy, nếu chúng ta sai lầm thì cái nhận diện, cái nhận định của chúng ta sai lầm. Chúng ta nhận định sai lầm thì tức là cái tâm của chúng ta nó không chính xác, và chúng ta không thật sự biết cái tâm nó là gì. Còn nếu bắt đầu chúng ta thấy được cái thật sự của cái tướng ở bên ngoài, mà chúng ta biết nó đúng như cái sự thật, thì như vậy là cái điểm thấy của chúng ta, cái điểm nhận diện của chúng ta nó chính xác. Bởi vì nó là vô hình, cho nên nó phải có một cái ví dụ như thế để biết. Mà nếu nó chính xác thì cái tâm của chúng ta nó không dao động nữa. Cái tâm chúng ta nó không có phải biết thế này, biết thế khác, mà cái biết nó luôn luôn nó chính xác, cái thấy nó luôn luôn nó chính xác. Nó ở trong chính như vậy đó. Thành nó không có cái sự thay đổi. Cái không thay đổi này nó có liên hệ đến cái chỗ kêu rằng chúng ta không bị biến dịch, không bị thay đổi, không bị biến dịch sinh tử. Hay là nó đưa đi đến cái phần đoạn sinh tử. Nếu muốn hư không chẳng có vuông tròn thì bỏ vật chất, tức là chúng ta bỏ cái tiền trần nó đi. Không vuông tròn, còn hư không chỉ tùy vật chất, chứ bổn thể cái hư không này nó lấy cái vật chất. Ví dụ cái vật chất này nó cái hình vuông hay hình chữ nhật, thì chúng ta thấy giống như ở trong cái khuôn, trong cái nội, cái rào lầm của nó là vuông, hay là hình chữ nhật, hay là hình tròn. Bởi vì nó theo cái hình đó mà nó có hư không. Còn cái hư không thì nó không gì hết, nó không là gì hết cả. Cho nên Đức Phật giảng như vậy là thực sự nó rất là tỉ mỉ, tức là căn bản để cho chúng ta có một cái nhìn. A Nan, ông nói khi vào nhà thâu hẹp tánh thấy nhỏ lại, thì khi ngửa mặt trong lên trời, ông có cần đem cái tánh thấy lên tới mặt trời không? Chỉ như ông nói, tánh ngăn trở tánh thấy,
Vách ngăn trở tánh thấy, thì khi khoét một lỗ trống ở vách, ông có cần đem tánh thấy ở ngoài nối với tánh thấy ở trong không? Như vậy chứng tỏ lời nói của ông không đúng. Tất cả chúng sanh từ vô thủy tới nay mê mình làm vật, quên mất bổn tâm thì không chuyển được vật, lại để vật chuyển, nên đối với tiền trần mới thấy có lớn có nhỏ. Vì thế tánh thấy bị tiền trần làm trở ngại, ví như tuyết vốn là nước, nhưng cái nước thành tuyết thì tuyết làm trở ngại cho nước. Nếu vật chuyển bổn tâm thì làm chúng sanh, nếu bổn tâm chuyển vật thì đồng thể với Như Lai. Bởi vì nếu chúng ta vì cái tướng mà nó thành ra cái thấy, cái biết, thì tức là cái tâm chúng ta bị thay đổi, tức là chúng ta không thật sự biết cái tâm như cái tâm nó hoàn hảo, nó không có tướng. Bởi vì chúng ta bị cái tướng thay đổi, cho nên cái định vị, cái sự biết của chúng ta tùy tướng mà nó sanh ra cái biết. Và chúng ta cho cái tướng này là vuông hay tròn, đúng sai, nhưng mà chúng ta không biết cái thấy. Ngay cả cái hư không này chúng ta cũng không thấy nó, chúng ta chỉ thấy cái tướng đó nó ngăn cách một cái khoảng trống, và chúng ta thấy cái khoảng trống nó bị thu hẹp, hoặc là cái khoảng trống nó tạo thành một cái mà gọi là vuông hay tròn. Nhưng mà thật sự nó không có như vậy, nó hoàn toàn không có. Chúng ta bị mê và chúng ta bị cái tính chất gọi là tiền trần. Tiền trần nó có hai nghĩa. Một là tất cả những cái bên ngoài nó làm cho chúng ta bị thấy, nó làm nó cản cái tánh thấy chúng ta, mà chúng ta phải định nghĩa, định vị, chúng ta phải nói lên cái tên hay là phân biệt. Nó sanh ra vô số cái vọng động, vô số cái sự phân biệt trong tư tưởng, tức là nó sanh ra vọng niệm, mà thật sự nó không đi đến đâu ấy cả. Còn cái thứ hai nữa là trong cái tướng ở trong tâm chúng ta, ví dụ chúng ta thấy một người đó thì chúng ta nói lên tên người đó, hoặc là chúng ta nhớ lại, chúng ta nói người này là quen, người kia là lạ, hay là người này là nam, hay là người này là nữ. Bởi vì tất cả những cái đó là chúng ta đã có cái định hình trước ở trong lòng chúng ta rồi. Chúng ta bị cái khuôn chúng ta trước trong lòng. Cũng như chúng ta gặp một người xa lắm chúng ta chưa từng gặp, thì chúng ta tự nhiên chúng ta nhìn hoài chúng ta biết người này sao thấy nó quen mà không biết là ở đâu hay sao. Một hồi thì tự nhiên chúng ta biết rồi, bạn là tên này tên kia, hồi xưa tôi với bạn đã đồng chơi đồng học hay sao đó, chúng ta nhớ lại. Tại sao chúng ta có thể nhớ được? Là bởi vì khi chúng ta biết cái người bạn đó lúc còn nhỏ hay còn trẻ, hay là 5-10 năm trước, nó có in cái hình ở trong tâm chúng ta rồi. Lâu lâu có thể chúng ta nhớ cái người bạn đó, hay là nhớ người thân đó bằng cái là cái hình ở đó nó nổi lên. Thì chúng ta nghĩ là chúng ta nhớ hình đó. Bởi vì chúng ta chưa có thấy được niệm hay là vô niệm. Nếu mà chúng ta thấy được niệm thì lúc đó cái người đó nổi lên, chúng ta thấy cái hình người đó. Cái người đó nó mờ lờ mờ nhưng mà nó loạng quạng, không có ở trong ở ngoài, nhưng mà nó nổi lên. Tức là cái thức chúng ta nổi lên cái tướng đó. Cho nên chúng ta gọi là nhớ người đó, thấy người đó. Bây giờ chúng ta thấy người đó mà chúng ta quên đi, tức cái hình đó tạm thời nó lặng đi, hoặc là nó chưa có sanh lên kịp. Nhưng một hồi chúng ta nhìn một khí thì tự nhiên cái hình bên trong nó sinh lên. Thì chúng ta, ta gọi là nhớ lại đó. Chúng ta nhớ lại tức là cái hình tư tưởng đó. Chúng ta nói đúng là anh là tên A hay tên B gì đó. Hồi xưa tôi với anh cùng ở một nơi đó, hoặc là cùng học lớp đó này kia đó. Chúng ta nhớ lại. Chúng ta nhớ lại là gì? Tức là chúng ta nhớ lại cái của mình, chứ không phải là chúng ta nhớ người đó. Bởi vì người đó bây giờ chúng ta nhớ lại thì cũng không phải là người xưa. Cái người đó bây giờ nó khác rồi. Cho nên chúng ta không thể gặp cái người xưa được. Và cái người bây giờ chúng ta cũng không gặp được. Nhưng mà chúng ta không biết cái điều mà nó vi tế đó. Cho nên trong thơ người ta nói chúng ta sẽ không tao phùng được nữa, vì mộng trùm lai không có ở trên đời. Bởi vì con người không thể gặp nhau. Bởi vì con người nhìn nhau,
tự nhiên nó giống người này, nó giống hình người kia nó ảo giác về người nọ. Cho nên chúng ta thấy bằng cái hình dáng bên trong người ta. Hoặc là cái người đó mình có cái mặc cảm về người đó, hoặc mình có lòng kính trọng người đó, là bởi vì mình biết cái nhân cách của người đó trước. Mình biết mình, hoặc là mình có một cái sự bất mãn về người đó. Đó. Cho nên bây giờ cũng người đó, nhưng mà chúng ta gặp chúng ta không quan hỷ lắm. Chúng ta không vui được. Còn cũng người đó, nhưng mà chúng ta gặp chúng ta tay bắt mặt mình mừng, là bởi vì cái kỷ niệm của chúng ta, cái hình ảnh của chúng ta nó còn trong đó. Nhưng mà thật sự cái người trước mặt đó không phải là cái người mà chúng ta vui mừng hay là chúng ta ghét bỏ nữa. Bởi vì giống như một cái dòng sông, chúng ta không thể nhìn được nó hai lần. Bởi vì cái giọt nước nào nó cũng như giọt nước đó. Cái mặt nước thì nó như vậy, nhưng mà dòng sông thì không phải vậy. Cho nên ta nói, rồi người lại ra đi như đã đến, đi và đến vậy. Dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù. Tôi người lại bên cầu, thương dĩ vãng, nghe trong hồn cây cỏ mọc quang vô. Mình ngồi bên cầu, mình thấy cái dòng nước chảy, và mình nhớ lại những kỷ niệm xưa, cái gì gì đó. Nhưng mà thật sự nó không phải như vậy, mình cái nhớ của mình trong lòng và nó đồng quá với cái thời gian là bây giờ. Còn cái thời gian là cái xảy ra ở trong lòng chúng ta, trong ký ức chúng ta. Nó là một cái khoảng của cảm giác cái bây giờ. Và cái bây giờ nó không có hiện tại đây. Cái bây giờ nó không thật có. Khi chúng ta nói cái bây giờ là cái bây giờ nó đã qua bất cứ một cái gì. Cho nên thế giới này là một thế giới động. Một thế giới nó đang chuyển dịch. Cho nên nói chúng ta sẽ không tao phùng được nữa. Cũng như chúng ta vừa nhìn dòng nước là dòng nước nó đã trôi qua rồi. Cũng giống như một cái thác đẹp, nó chảy. Chúng ta chỉ nhìn thấy một cái tướng chuyển động thôi. Chứ thực sự không thấy cái nước đó. Bởi vì thước nó chảy nhanh quá. Cho nên nó mộng trùng lai, cái mộng mà gặp gỡ không ở trên đời. Cái câu thơ đó, hai câu thơ sau thì nó tình cảm hương thời gian màu thạch thảo bốc hơi. Bởi vì cái hương thời gian là khi nào đá mà nó bốc hơi, tức là cái bản ngã của người biến đổi và ta đợi chờ ai đó. Trong thư thì nó nói ta đợi chờ em đó. Tức là sẽ đợi chờ là đợi chờ một sự đổi mới, một sự thay đổi để nhìn thấy cái sự thật. Còn cái đó thì không thể đợi chờ đâu. Người đó không còn đó. Người xưa không trở lại chiều nay. Cho nên bóng người xưa không trở lại chiều nay. Những linh hồn nghĩa là lung linh màu sắc đỏ mồ kim có biết cảnh bây giờ. Cho nên tất cả chúng ta một con người đó thấy đó. Nhưng mà thật sự con người đó đã chết rồi. Nhưng mà chúng ta không biết. Cho nên ở trong sách Abhidhamma Vi Diệu Pháp đó là nói chúng ta chết trong cái khoảnh khắc rất ngắn ngủi, một cái vận tốc rất nhỏ như là một cái khải móng tay, nó có bao nhiêu cái lần sinh diệt, nó bao nhiêu cái sắc na đã chuyển động nó mau đến nỗi chúng ta không biết được. Cũng giống như chúng ta đốt một ngọn đèn, cái ánh sáng đó là do cái sự biến đổi của nhiệt nó đốt, nghĩa là từ dầu, từ tim, từ gì đó, cho nên nó nối tiếp. Tôi chỉ có một lần tôi thấy lửa cháy lâu lắm rồi. Mà không bao giờ tôi thấy lại được hết cả. Tôi thấy nó rất lạ. Dĩ nhiên là không phải mình thấy cái bếp lửa, nhưng mà mình thấy cái độ cháy. Không biết sao một lần nữa tự nhiên tôi thấy nó rất lạ. Cho nên một con người của mình, bây giờ giả tí như bây giờ mình đeo một cái kính giống như kính lúp. Thì con người đó mình thấy to ra. Một con vật mình thấy to. Một con bò có thể mình thấy như một con voi, một con chó mình có thể thấy như một con bò hay là một con nai vậy. Còn con người thì mình thấy khổng lồ. Còn mình đeo cái kính mà nó nhỏ, nó rút lại, cũng như kính viễn vọng thì mình thấy nó nhỏ trở lại. Cho nên cái con mắt của mình nó cũng vậy đó. Thật sự cũng chưa chắc con người mình là như vậy, nó to, nó nhỏ như vậy. Cho nên chúng ta thấy nó không thật.
chúng ta khai không thật, nhưng mà cái tính thấy á, thì nó thật, nhưng mà cái đối lập thì nó không thật, bởi vì luôn luôn nó có một cái sự xung đột về cái sự thật, nó không có thật. Cho nên chúng ta thấy không thật, nghe không thật, thì những cái sự suy nghĩ, tất cả những cái gì trong người ta cũng không có thật. Đó. Cho nên nè, Đức Phật bảo Ngài A Nan, thể theo lời nói của âm, kiến tánh, ly các tướng thì không có tự tánh riêng. Nếu những cái mà âm đã chỉ là vật chứ không phải là tánh thấy. Nên là mình nói mình thấy cái đó, tức là cái vật nó như vậy chứ không phải là mình thấy cái đó. Bởi vì nếu mình nói thấy hay không thấy cái đó là cũng là cái vật đó, nhưng mà mình không thấy về cái tánh thấy. Bởi vì cái bài này cũng như trong kinh Đức Phật dạy để chỉ cho mình làm sao mà mình tự thấy cái tánh thấy, tức là mình ở trong cái thực tại của đó, thì sự vật nó không có bị, nó không làm mê muội mình nữa. Cũng như mình nghe được cái tính nghe, thì tất cả âm thanh và những cái tiếng lời và những cái quy ước của ngôn ngữ, nó không nhòa được cái chân lý thật của mình được. Cho nên con người thấy nghe nó đều là một cái sự lệch lạc. Chúng ta cũng như chúng ta nghe một người nào nói, chúng ta chỉ nghe cái đúng sai phải quấy, chứ chúng ta ít cái nghe âm thanh thật. Mà chúng ta nghe âm thanh thật thì chúng ta bị cái tính chất âm thanh đó làm lòa đi của cái nghe, và chúng ta không có thấy tính nghe, không thấy cái nghe của chúng ta. Cho nên cái đó thì để nói cái phần sau hay là bữa khác. Cho nên bây giờ chúng ta đưa học cho nó kỹ rõ ràng về tính thấy. Cho nên nói bây giờ chúng ta thấy là cái chỗ này nè. Chúng sanh từ vô thủy tới nay mê mê mình làm vật, quên mất bổn tâm thì không chuyển được vật, lại để vật chuyển, nên đối với tiền trần mới thấy có lớn có nhỏ, vì thế tánh thấy bị tiền trần làm trở ngại. Ví cũng giống như ví như tuyết, vốn là nước nhưng kết nước thành tuyết, thì tuyết làm trở ngại chỗ nước, tức là chúng ta không thể thấy nước được, bởi vì nước là cái tính chất nó nhuyễn, nó biến đổi, nó không có thật, nó mềm nhuyễn, nhưng mà khi nó cứng lại thì chúng ta thấy nó trở thành một sự cứng nhắc một như vậy, cho nên chúng ta không thể thấy nó sự thật được. Đó. Cho nên khi chúng ta thấy mà chúng ta bị vật thấy, là cái tiền trần đó nó làm cho chúng ta trở thành cái thấy, thì chúng ta không bao giờ thấy tính thấy được. Bởi vì chúng ta thấy một cái gì thì luôn luôn chúng ta thấy cái này lớn hay nhỏ, vuông hay tròn, hay là những cái màu sắc nó xanh vàng trắng đỏ. Nghĩa là bởi vì chúng ta thấy đó bằng một cái nhớ lại, bằng một cái niệm tưởng và bằng một cái quy ước của tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, đều thấy như vậy, thì cái đó là theo cái cộng nghiệp. Và chúng ta thấy như vậy thì nó đã lấp mất đi cái khoảng giữa là cái thấy của chúng ta. Cái thấy của chúng ta đó nó thực sự nó còn ít ra dính dấp đến cái con mắt nữa. Bởi vì con mắt nó chỉ là một cái gương, cái kiến để nó phản ảnh, nó rọi vào thôi. Cũng như sự vật kia nó chỉ là một cái hiện tướng để nó ngăn chặn cái khoảng trống. Và chúng ta bị cái hiện tượng đó, cho nên chúng ta trở thành một cái quy ước của một cái gì mà chúng ta phải xác định nó có hay không có, hay là nó cái màu sắc hình tướng này kia, nó sanh ra những cái này là những cái sai biệt,
cái sai biệt của phân biệt, chứ thực sự cái tự tự nó không có sự sai biệt, nó đâu có nói nó sai biệt đâu. Cũng như cái này nó đâu có nói tôi là ngón tay đâu, nhưng mà tự chúng ta nói ngón tay. Cho nên do vậy chúng ta không thấy cái này, chúng ta thấy trước mắt nhưng mà chúng ta chỉ thấy ngón tay thôi, chứ chúng ta không thấy cái này. Đó. Vì dù bây giờ chúng ta có nói nó là cái đang lại đi nữa, chúng ta vẫn mờ hồ, chúng ta không thấy. Bởi vì nếu chúng ta biết cái từ đang là cái từ của không, không có định nghĩa, không có thấy, không có hình, không có thức, mà là cái đó. Cái đó tức là nó đối diện với, cũng như chúng ta là một cái mặt gương thì nó hiện vào là cái đó thôi. Chứ cái mặt gương, cái kiến nó không thấy gì hết cả, nó không có nói nó thấy hay không thấy. Cho nên cái tâm của chúng ta là một cái tâm tĩnh lặng, một cái tâm không niệm. Cho nên nó chỉ, nó rọi, nó sáng suốt tất cả. Cho nên qua nghe thì nó biết được tính nghe, qua thấy thì nó biết được tính thấy. Nhưng mà nó bị cái bị thấy, tức là cái khách thể của nó. Khách thể bây giờ mình gọi là cái tiền trần đó, tức là cái tướng trạng của nó, thì nó làm che mất đi cái tính thấy. Cũng như trong đầu chúng ta bị cái hình ảnh của vọng niệm, những hình ảnh của tư duy, những hình ảnh của ý nghĩ trong tâm của chúng ta, mà chúng ta chưa bao giờ chúng ta thấy hình ảnh đó. Cho nên do như vậy chúng ta nghĩ nói là này kia, tức là chúng ta bị dẫn dắt, bị dẫn dắt, cái hình ảnh nó dẫn dắt chúng ta để chúng ta quyết định. Chúng ta quyết định từ cái danh cho đến cái sắc, cho đến những cái gì, cho đến những cái tế gì là đúng sai phải quấy, tất cả nó đều bị sự dẫn dắt. Đó. Chứ thực sự không phải là, không phải cái biết thật chân thật. Bởi vì cái biết chân thật là nó rất toàn vẹn, nó rất đầy đủ. Bởi vì nếu chúng ta thấy cái đó là như vậy thì cái như vậy đó nó che biết đi, chúng ta không thể thấy khác được. Cũng như chúng ta thấy một cái cây, đó là cây đó, hai chiếc lá là chiếc lá đó, thì chúng ta không thể thấy. Đầu tiên có thể là nhiều khi chúng ta quên nghĩ nó là cái màu sắc hay lớn nhỏ. Nhưng mà nếu chúng ta thấy màu sắc lớn nhỏ thì chúng ta không thấy những cái sắc chuyển động của cái vấn đề nó. Cũng như chúng ta không thấy dòng chảy để nó tạo hình, hay nó ngừng trụ lại một khoảnh khắc rất là ngắn ngủi mà có khi chúng ta không thấy được. Đó. Cũng như chúng ta thấy con sông là con sông, chứ chúng ta không thấy từng cái hạt nước li ti nó đang chuyển động, mà bởi vì hạt nào nó cũng giống hạt nào. Mà chúng ta, dù chúng ta có thấy như vậy, chúng ta cũng không thấy thực sự. Bạn mẹ, chúng ta không thể thấy từng cái phân tử nước được. Mà giả tỷ chúng ta có thấy từng cái phân tử nước nữa, nó cũng không có thật. Cho nên thế giới này nó có những cái tính chất từng lớp mà nó mờ mắt, nó làm cho chúng ta trở thành nghiệp, là bởi vì chúng ta không thấy được. Ví dụ như bây giờ chư thiên thấy cái dòng nước đó nó rất khác, nó rất đẹp đẽ, nó trở thành giống như nu ly, bởi vì con mắt của chư thiên nó thanh tịnh hơn. Rồi con cá nó ở trong nước thì nó cũng đâu thấy mình, nó là cái môi trường của nó thôi. Rồi cái nghiệp của ma quỷ nó thấy nước là máu huyết là lửa. Đó. Rồi ví dụ như ở trong cái tính khoa học thì chúng ta thấy đó là những cái phân tử hoặc là những cái dòng điện. Ví dụ chúng ta thấy. Cho nên chúng ta thấy tùy theo sự hiểu biết. Mà cái sự hiểu biết chúng ta là rất hạn chế. Bởi vì chúng ta không, bởi vì hiểu biết hay là cái học của chúng ta nó trở thành biết, nó trở thành chặn đứng một cái gì đó mà chúng ta không thấy. Bởi vì chúng ta chỉ biết ngon đó là chúng ta nói ngon đó thôi. Chúng ta nói đây cái này lớn, cái này nhỏ, cái này đúng như vậy, sai như vậy. Tất cả sự khẳng định đó là chúng ta tạo ra bằng một cái sự lượng tính và thời gian. Chứ không phải là chúng ta biết cái sự thật. Đó. Cho nên từ cái đó là cái rất đơn giản mà chúng ta bị mù lòa, chúng ta không thấy được. Thì làm sao chúng ta thấy cái tánh nó vô tướng được, chúng ta thấy cái tâm nó tràn đầy pháp giới được. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta muốn thấy tâm thì chúng ta trước hết là chúng ta phải thấy được tính thấy, được nghe được tính nghe, và cuối cùng chúng ta biết. Còn nếu mà chúng ta đi từ chặng đường hay là lên từng cái cấp bậc thì cũng như là chúng ta thấy, bắt đầu chúng ta thấy những cái thô,
thấy những cái cũng giống như mới học mẫu giáo hay lớp 1. Chúng ta thấy chúng ta nói là đây là vô thường, đây là khổ. Cũng như mình nói đây là một vật nó đang chuyển động, chứ không có đó. Cũng như chúng ta thấy một cái vòng lửa quay, thì chúng ta thấy đây là một cái chuyển động của cái ngọn lửa, của cái nhiệt, nó không có vòng tròn. Như vậy đó, chúng ta bắt đầu. Nhưng mà thật sự không có vòng tròn mà cũng không có ngọn lửa đó. Cho nên cái thấy này là cái thấy bị nghiệp chuyển, cái thấy của loài người. Nhưng mà cái thấy của chư thiên nó khác, cái thấy của ma quỷ nó khác. Đó. Nhưng mà dù bất cứ cái thấy nào đi nữa, nó cũng không có cái thấy. Cái thấy đúng, cái thấy. Bởi vì cái thấy đúng là cái thấy về tánh thấy, là trong tánh thấy. Tất cả sự vật nó đi qua, nó chuyển. Chứ không phải là chúng nó không làm cho chúng ta thấy hay không thấy. Bởi vì thấy hay không thấy là cái đó nó trở thành nghiệp. Nghiệp thấy, nghiệp nghe. Hay là chúng ta nói theo cái âm điệu, cái giọng tiếng của mỗi quốc gia. Ví dụ Việt Nam thì mình nói theo tiếng Việt, rồi người Anh thì người ta nói theo tiếng Anh, người Ấn người ta nói theo tiếng Ấn. Đó. Người ta nghe, còn cái tiếng khác thì mình không nghe được. Mình nghe giống như tiếng chim vậy đó. Mình nghe nó ríu ra ríu rít, mình không biết cái gì cả. Cái nghe, cái thấy, nó tùy theo nghiệp, tùy theo mỗi lúc. Cho nên thật sự chúng ta không có cái gì tự hào ấy cả. Ngay cả cái biết của chúng ta cũng vậy, nó cũng biết từng chút chứ thật sự mà nó biết từng chút đó, cái chút đó là cái chút mà chúng ta dừng, tạm dừng ở đó thôi, chứ không, chúng ta không biết được. Chúng như chúng ta biết tảng băng thì đó là tảng băng thôi, chứ trong chốc lát tảng băng nó biết thành nước thì chúng ta là thấy nước. Và chúng ta cứ phân tích như vậy, cuối cùng chúng ta không thấy gì hết, không có gì cả, không có được cái gì cả. Cho nên chúng ta đừng có tin vào cái, cho nên nói khi thấy biết nói năng ngay thẳng đó, thì thấy biết điều hả, chẳng phải tâm. Cho nên cái thấy cái biết đó là tâm, nhưng mà cái tướng thấy tướng biết đó là sai. Cho nên chúng ta nhìn vào tường trần, tiền trần hay là khách quan, khách thể mà chúng ta kết luận đó, thì luôn luôn nó chỉ trúng với cái đồng nghiệp thôi. Nó trúng với cái đồng giới, đồng cõi, nghĩa là đồng một cái loại mắt thôi, tức là mắt nhục nhãn. Còn thiên nhãn thấy khác, pháp nhãn thấy khác, Phật nhãn thấy khác. Cho nên mà chúng ta thường thường chúng ta tin, cho nên khi chúng ta nói chúng ta hùng hở lên, biện luận lên ghê lắm. Nhưng mà chúng ta không biết là mình sai từ gốc. Cũng như cái âm thanh của chúng ta cũng chưa biết nó từ đâu nó sinh ra. Và cái âm thanh nó kết nạp như thế nào mà nó thổi qua như một cái lỗ, như là ống sáo, và nó thành ra như một nốt nhạc. Đó. Bởi vì cái sự biến tấu của âm thanh nó qua những cái điểm chuyển, điểm dừng của khí hay là của cái động. Đó. Mà trong đó chúng ta mê những cái gì mà nó mới và nó đồng nghiệp, chứ thực sự nó nếu đứng trên một cái phạm vi mà nó thoát ra ngoài, chúng ta nghe chỉ là nghe thôi, chứ thực sự cái đó không phải là hay, không phải dở. Bởi vì chúng ta không thấy cái sự biến đổi của âm thanh, cái sự cấu trúc của một cái âm một cái âm động cho đến một cái âm dai chúng ta đó. Và chúng ta đồng quá với cái âm thanh đó, với cái tiếng lời và cái sự rung động trong lòng chúng ta. Chứ nó không có tiếng nói, cái nốt nhạc nó không có cái tiếng nói. Nhưng cái âm thanh nó là đồng với cái quy ước của cái âm giọng chúng ta. Cho nên chúng ta nói đây là nốt đồ, mi, pha, son, re, si. Đó. Chứ cái đó nó đồng theo cái vần. Tức là bình sát hay là sát bình sát bình, cũng giống như làm thơ đường vậy. Chúng ta nói nghe hay là bởi vì nó đồng cái nhịp của âm thanh. Có cái thì nó đồng với cái nghị nhịp cái âm thanh, có cái thì nó đồng với cái nghĩa. Rồi có cái thì nó đồng với một cái loại vang gì,
Cho nên chúng ta mê những cái sự tương đối lắm. Đó. Cho nên ví dụ như tôi có một lúc tôi cũng bị mê thơ. Và tôi mê thơ và tôi cũng thích làm thơ. Và tôi làm những cái câu thơ thì có thể nó cũng hay. Nhưng mà thật sự tôi biết là nó không bằng, mình không thể kiến trúc được cái tâm thật được. Nhưng mà mình trừ từ cái tâm thật đó, từ cái tâm mà nó không có hình dáng, nó không có tên gọi, nó không có một cái tướng đó, mà chúng ta có thể tạo ra được bất cứ cái gì, từ âm thanh sắc tướng này kia. Mà khi chúng ta tạo ra rồi thì chúng ta lại mê theo cái chỗ chuyển động đó. Cho nên cái mê cũng cho nó qua nhiều lớp, nó sâu dài lắm. Thành bây giờ chúng ta phải dò lại, dò từng khúc đường. Tức là chúng ta dò từ cái thấy, cái nghe, cái biết trở lại. Chúng ta thấy nó sai lầm từ cái nguồn gốc kết nạp của nó. Đó. Cho nên mới nói, tất cả chúng sanh từ vô thủy tới nay mê mình làm vật, quên mất bổn tâm thì không thể chuyển vật được. Lại để vật chuyển nên đối với tiền trần mới thấy có lớn nhỏ, vì thế tánh bị tiền trần làm chướng ngại. Chúng ta thấy cái này chúng ta lớn quá, nhỏ quá, nghĩa là hoặc là đẹp quá, xấu quá, này cái chúng ta bị tướng đó. Cho nên đến một lúc nào chúng ta nhìn, ví dụ chẳng hạn như chúng ta tập những cái mà nó có tính chất là nó không có thứ lớp quan vậy. Chẳng hạn như chúng ta ngưng thần vậy mà chúng ta có thể nhìn một sự vật, mà chúng ta nhìn tất cả những sự qua lại này kia, mắt chúng ta không nhái và trong lòng của chúng ta cũng không động đậy này kia, thì chúng ta tạm thời thấy một cái gì đó. Nó, chúng ta nói là bất động, nhưng mà chúng ta thấy một cái tướng mà nó không có xê dịch, nó không có rung rinh, nó không có khởi niệm, khởi động gì cả. Bởi vì chúng ta dừng ở bên trong nó. Thì cũng như giống như khi chúng ta nín hơi thì bắt buộc chúng ta phải nghe được cái ấm ức ở bên trong. Nó cứ bởi vì chúng ta nín nhẹ nó ép cái cơ thể, cái phổi chúng ta. Chúng ta thấy tức giật. Nhưng mà chúng ta nghe chúng ta tức quá, mệt quá, thở khó thở này kia. Chứ thì chúng ta nghe thật chúng ta không nghe. Cho nên chúng ta nín hơi nhưng mà chúng ta yên lặng, chúng ta nghe cảm bức đó. Ta nghe cái mà chúng ta gọi là khó chịu, nhưng mà đừng có nói lên tiếng. Chúng ta chỉ nghe thôi. Chúng ta nghe giống như chúng ta biết cái cảm giác. Biết cảm giác nó gọi là cái khổ thọ. Nhưng mà cái đó chưa đủ, chúng ta thấy rằng cái quan trọng là chúng ta nghe được vào bên trong. Rồi khi chúng ta xả ly ra, chúng ta thở cái ào ra thì chúng ta thấy nó nhẹ nhàng ngay bên trong. Rồi giữa cái tính chất nhẹ và nặng đó thì chúng ta thở đều, chúng ta nghe nó điều hòa. Nghe điều hòa rồi chúng ta thấy hơi thở vô dài, hơi thở ra ngắn, hay là thời thở vô nó lạnh, nó thở ra nóng, đằng lần chúng ta biết. Cái biết đó nó không phải là thấy bên ngoài, nhưng mà nó tự cảm mà biết bên trong. Thì cái tự cảm nó lần lần chúng ta thấy cái hơi thở nó dừng, hơi thở nó ngắn, hoặc là trong giữa hai hơi thở nó có một cái sự thu rút, nó rút lại và nó đẩy ra, cũng như nó hút và nó đẩy đó. Và chỉ lần lần chúng ta thấy như chính nó. Có thể nếu chúng ta thấy tương đối thì chúng ta thấy ở đây là vô thường, đây là khổ, vô ngã này kia. Đó là thấy tương đối. Nhưng mà nếu chúng ta thấy tuyệt đối thì chúng ta thấy như vậy là như vậy. Như cái đó không phải là như cái mà chúng ta đánh giá. Không phải là chúng ta nói này nói kia vậy cả. Và chúng ta cuối cùng thì chúng ta thấy cái tính thấy đó nó là chủ. Còn tất cả cái bị thấy đó nó không dính dấp gì ta. Bởi vì hơi thở có thể dài, có thể ngắn. Nhưng mà chúng ta nhờ cái thấy, nhưng mà chúng ta không có đánh giá, chúng ta thấy như thật. Cái thấy đó, nếu mà chúng ta đứng yên, chúng ta giữ yên, thì nó là chúng ta. Nhưng mà còn cái ra vô ngắn dài đúng sai phải phải,
là cái đó chúng ta chỉ quy ước đến vậy thôi. Cho nên cuối cùng khi chúng ta thấy về cái thấy, tức là tất cả những cái kia nó đi ngang mà nó không mang danh hiệu gì cả, không mang cái bản hiệu gì cả, nó không có âm thanh, thì lúc bây giờ cái thấy của chúng ta gần như không thấy, không thấy mà thấy mà không thấy, thì giống như nó ngưng tịch. Đó là lần lần chúng ta đi vào cái cõi tâm. Ví dụ bây giờ chúng ta thiền 100 năm mà nếu chúng ta không ngộ được cái lẽ này thì không bằng chúng ta ngộ được chốc lát. Mà bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sai lầm và chúng ta vọng tưởng và chúng ta tạo nghiệp, chúng ta bất cứ cái gì cũng từ cái không thấy, không biết, nó gọi là không sáng hay là vô minh. Mà bây giờ chúng ta thấy cái đó là nó rất quan trọng. Tức là bắt đầu chúng ta thấy cái chỗ chuyển động, cái chỗ sanh diệt, chỗ sanh và chỗ diệt. Và chúng ta thấy cái tính chất pháp tương đối vô thường không tồn tại, nhưng mà chúng ta không nói cái nghĩa đó. Nhưng mà chúng ta thấy lần lần chúng ta thấy sự thật. Cho nên giả tỷ chúng ta không, chúng ta sanh ra đời 100 năm, cái giá trị không bằng chốc lát mà chúng ta thấy điều đó. Thấy được điều đó thì chúng ta có giá trị hơn là, bởi vì chúng ta thấy điều đó rồi chúng ta có thể tái sanh ra một con người tốt hơn, hoặc là chúng ta có thể sanh thiên, hoặc chúng ta có thể tái sinh cái cõi rất tốt. Cho nên trong kinh mới nói nhược nhân sanh bách tuế, bất kiến sanh diệt pháp, bất như sanh nhắc nhặt như đắc kiến liễu chi. Chúng ta sanh ra 100 năm mà không thấy cái pháp sanh diệt, tức là chúng ta không thấy cái niệm chuyển động hay là cái này cái kia, thì không bằng sanh ra một ngày hay là một khoảnh khắc mà chúng ta thấy cái đó. Là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy cái đó thì chúng ta mới tiến hóa, tiến bộ, chúng ta mới thay đổi, chúng ta mới có phước lành được, chúng ta mới có đầy đủ tất cả. Còn chúng ta không thấy đó thì chúng ta ù lì, chúng ta cấm đầu mà chúng ta làm một chuyện gì đó, thì thật sự trước hết là nó bí rồi, nó rất tù túng, mà chúng ta không có thấy nghe. Vì thế cho nên cái chúng ta không có chánh kiến, và trong đó chúng ta sanh những tà kiến, chúng ta sanh cái chơi của không đúng. Cho nên chính cái điều đó, bây giờ chúng ta có tu cái gì, chúng ta có trở thành một cái gì, thì chúng ta cũng tâm tối như thường. Cũng như trong nhà tối mà chúng ta có luyện tập múa may, chúng ta có nói chuyện hay ho bất cứ gì, hay là chúng ta có chỉ cái này cái kia, chúng ta tưởng tượng mà chúng ta nói, thực sự điều đó cái giá trị nó rất là bé nhỏ, nó không có dính vậy. Nhưng mà chỉ có khi mà ánh sáng nó tràn vào cái nhà, tự nhiên nó sáng trưng lên, thì chúng ta không cần nói vậy cả. Cũng giống như chúng ta thấy con voi là con voi, chứ không phải là chúng ta rờ con voi mà thấy con voi. Chúng ta rờ con voi chỉ chúng ta có cái sự thật là biết cái xúc của nó. Cái tai của chúng ta chạm vào con voi, chúng ta biết cái xúc. Đứng về một cái bộ môn khác thì chúng ta thấy được cái thọ ấm, cách này hay cách kia. Nhưng mà đứng về cái kiến trí, cái thấy thì chúng ta không bao giờ đúng được cả. Chúng ta định nó là con này, con kia, cái gì cũng không đúng. Nhưng mà chỉ có cái thọ ấm, ở trong cái ngũ ấm chung thì chúng ta biết đây là xúc thọ. Nhưng mà chúng ta không khéo thì nó sẽ sanh cái tưởng. Cho nên con người cái sự sai lạc đó, nó từ cái những cái quan năng, cái sự thấy biết của mình. Và nó trở thành nghiệp, trở thành cái tâm tối, trở thành cái vô minh. Nó không có chánh kiến. Cái chánh kiến nó bắt đầu cái nhận định sai, nhận định sai, và nó trở thành cái tính chất cũng như cái sai, nghiệp sai, và cái thức sai. Cái thức sai thì sao? Chúng ta phát âm ra, chúng ta nói cái gì nó cũng sai. Và khi cái thức bởi vì cái thức nó đã là sai rồi, nhưng mà cái thức nó là còn sai trong nhiều tầng của cái biết nữa, thì cái tâm của chúng ta bây giờ nó cũng không biết con đường trở về được nữa. Bởi vì tâm không phải là thức, nhưng mà khi nào diệt, vượt qua hết cái thức nó tàn lụi, thì cái tâm nó mới hiện hữu được. Cho nên cũng như cái bóng đêm, chừng nào nó hết rồi, ngày nó đến, cái ánh sáng nó lên, thì thực sự chúng ta mới thấy rõ sự vật, chính là sự vật. Chúng ta không có ở trong bóng tối mà nói mò nữa. Cho nên đây là cái giá trị của cái thấy. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta có
có biết, biết được cái biết như thế không, thấy được thấy không, bằng cách là chúng ta phải nghe cho kỹ, phải nghe và chúng ta phải phải xác định từng điểm một. Nếu vật chuyển bổn tâm thì làm chúng sanh, nếu bổn tâm chuyển vật thì đồng thể với Như Lai, tức là cái chỗ trở lại. Nếu nếu mà cái vật nó chuyển được bổn tâm, tức là chúng ta, cái tâm chúng ta là nó không, nó thật sự không thấy, không nghe, không ai, không biết, nhưng mà không có cái gì là chúng ta không ấy cả, chúng ta biết tất cả. Nhưng mà nó không có định hình, định vị, nó không có vọng tưởng, không có điên đảo, không có phân lập, không có bất cứ gì mà tương đối nó xảy ra hay cả. Và chúng ta không chịu, bởi vì nếu nó tương đối thì tâm chúng ta chỉ tương đối. Chúng ta định hình một cái gì thì chúng ta gần như là chính là cái đó. Cũng như chúng ta nói, cái này nó dơ quá, nó thối quá, thì trong lòng chúng ta đồng với cái đó và chúng ta khó chịu. Còn chúng ta nói, cái này nó đẹp quá, nó thơm quá, nhẹ nhàng, thì cái cảm giác trong tâm của chúng ta cũng vậy. Cho nên cái tri kiến, cái tài kiến của chúng ta nó sanh ra cái cảm ứng của cái lực sống thấy nghe hay biết. Thành cái vô minh đó nó không còn tĩnh lặng được, nó không sáng suốt được, cho nên tạo ra những cái sự hỗn loạn, nó tạo ra sự biến thái của nó, tức là tự nó không, nó không sáng, cho nên tự nó phải động, tự nó phải chuyển, cho nên gọi là hành. Cái không biết đó, nó cái không biết thô thì nó nói bậy, nó nói không chính xác. Cái rồi cái nói của nó luôn luôn nó bị cái sự dính mắc, bị cái cố chấp của nó, thành nó thành ra một cái ngã thức. Đó. Thành cái thấy, cái nghe, cái biết của chúng ta nó là cái mặt tiền, cũng như nó là cái mặt kiến thủy bên ngoài, nhưng mà nếu nó sai, nó lệch, nó lù mù rồi thì tự nhiên ở bên trong nó không có giá trị gì, nó không có thật. Cho nên tâm và thân được hoàn toàn sáng suốt, tự tại vô ngại, viên thông xử lý, thanh tịnh đạo tràng. Dầu sự lâm cũng trùm khắp thập phương thế giới. Cho nên phát triển cái tính thấy đó, nó không có giới hạn, không có phân. Cho nên nói, Ngài A Nan mới nói, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu thật tánh kiến, kiến tinh trùm khắp chân chân tánh nhiệm màu của tôi, chân tánh nhiệm màu ấy hiện ở trước mắt tôi, thì kiến tinh là chân tánh của tôi rồi, thế thì tâm phân biệt trong thân tôi là vật gì? Đó. Nay tâm trong thân có phân biệt, còn tánh kiến tinh trùm khắp kia lại không có phân biệt. Nếu thật thự tâm tôi làm cho tôi thấy và tánh thấy là tôi, thì thân này không phải là tôi. Như thế đồng với lý vật hai thấy tôi mà trước đây Đức Thế Tôn đã cho là không đúng, tôi chưa hiểu được, cung thỉnh Đức Thế Tôn khai thị. Thật sự chúng ta phải định tâm lắm, chúng ta phải ngưng tịch lắm, chúng ta phải lắng nghe lắm. Cho nên cái câu hỏi thực sự nó không phải khó, nhưng mà chúng ta chưa quen cái cách lý luận chính xác, nghĩa là tuyệt vời này. Cho nên do như vậy chúng ta gần như có cái chỗ hiểu, có cái chỗ không hiểu. Có khi một câu nói qua chúng ta gần như không hiểu gì hết cả. Đó. Vì thế cho nên khi mà cái giải thích cái câu đó thì chúng ta lại đánh giá một cách khác nữa. Cho nên chân lý á, nó tự chúng ta hiểu và chúng ta mở ra. Nhưng mà những cái ngôn ngữ hay là những lời lẽ dù của Phật nói đi nữa thì nó chỉ khai sáng cái chỗ để chúng ta cái giữa cái lằn ranh phân biệt hay là cái nhận định thôi, cũng như cái hướng của ngón tay chỉ, và chúng ta rời cái đó để chúng ta thấy thôi. Đó.
Cho nên nếu chúng ta học được những cái tinh vi như vậy á, thì cái tâm của chúng ta rất là nhỏ nhiệm, rất là tinh vi. Còn những cái biết mà chúng ta biết theo đánh giá, theo hình thức, theo cái sự quy ước, theo này kia, thì những cái đó ngay trong cuộc đời này nó còn thay đổi nữa. Ví dụ bây giờ chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta biết những sự vật nói theo cái từ của mình và đánh giá cái sự sống theo cái kiểu người Việt. Nhưng mà chúng ta qua bên Pháp hay là qua bên bên ông Châu hoặc là Phi Châu thì nó là khác. Chúng ta là phải tùy theo đó để chúng ta có một sự thấy biết nhận định nghe cái ngôn ngữ. Cho nên như vậy là thật sự chúng ta bị vật chuyển mà chúng ta không biết cái ta thật sự của mình là gì. Và cái mà chúng ta quan hỷ hay hạnh phúc đó thật sự nó rất là ảo. Cũng như giống như chúng ta có một cái nắm bọc giấy, nghĩa là cũng giống như cái bọc mà họ in để cúng người chết vậy đó, dòng mã vậy đó. Thì mà chúng ta tưởng là thật thì cái chuyện đó chúng ta rất là kỳ cục. Nó đã không phải sự thật mà chúng ta là còn hiểu sai, mà chúng ta không hiểu sai mà tâm chúng ta là nó trở thành bí lối mờ mịt. Mà cái tâm mờ mịt tức là cái tâm không sáng, không sáng thì tất cả mọi cái chúng ta đều hỏng hết, chúng ta nhận định này kia rồi chúng ta. Bởi vì đời sống chúng ta là nó phải ở trong sự thật thì nó mới yên tâm, nó mới vững bền và nó mới hạnh phúc. Còn chúng ta sống trong giả dối, dù chúng ta biết đó, chúng ta không biết mình là giả dối, nhưng mà nó làm cho chúng ta có một cái gì đó không tự tin được, nó không vững vàng, nó mơ hồ lắm. Cho nên cuộc sống nó không có một cái độ bền sâu ở trong lòng của mọi người. Đó. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy một cây gỗ và một cây thép, nếu lấy con tay chúng ta bấm thì hai cái nó đều cứng, cây gỗ mà loại gỗ chắc nó cũng cứng lắm, nhưng mà thật sự chắc thép nó khác, chắc gỗ nó khác. Mà chắc thép chúng ta rèn ra một con dao, nhưng mà cái con dao của người thợ rèn giỏi, cái chắc thép nó bền, họ lấy nước nó sắc sảo và mình chặt nó không bị mẻ ở trong một cái lữ rất là bén mỏng manh. Còn cũng một cái chắc thép đó, nhưng mà do cái người rèn không khéo, lấy nước không khéo, cho nên chúng ta chặt vài cái thì cái lữ nó cong đi, nó không có đủ sức, nghĩa là giữ như chính nó được. Cho nên sự vật này nó cũng biến đổi tùy theo cái tính chất chúng ta biến chuyển. Tâm hay là vật cũng vậy đó, nghĩa là luôn luôn nó không có thật, là bởi vì chúng ta thấy mỗi điểm mà thấy, hay là mỗi điểm dừng, hay là mỗi điểm xác định, nó đều không có thật. Cho nên chúng ta thấy và biết và nghe thật sự luôn luôn ở trong cái vô minh. Do như vậy ở trong đàn kinh Đức Tổ ấm luôn luôn nhắc về cái đó. Tất cả chúng ta nhìn thấy nghe nó bị khẳng định, nó bị quy định, nó bị nghiệp, nó bị cứng nhắc, nó bị chấp nhất ở chỗ đó. Mà chúng ta thấy không thấy cái chấp nhất, mà chúng ta là thấy sự thật, cũng như chúng ta thấy một vật lớn, vật nhỏ, hay là vuông tròn, rõ trắng này kia. Chứ thực sự một lúc nào chúng ta không thấy cái đó. Không thấy cái đó không có nghĩa là không có cái đó. Nhưng mà khi chúng ta thấy, cũng giống như gương chúng ta để dậy, nó rọi hình, nó không rọi hình, tự nhiên nó bất động. Trong lòng của chúng ta vậy, khi mà chúng ta bất động tâm, hay là chúng ta chánh niệm, hay là vô niệm. Vô niệm trước đó là chúng ta không có cái hình tư tưởng để phân biệt, để vậy cả. Thì cái tâm chúng ta nó lặng lờ, nó thanh tịnh, nó vô vi. Chúng ta nhìn sự vật mà chúng ta không nói gì. Cũng như con người, người ta nói con người mất hồn hay là con người gì đó. Con người đó có mắt họ nhìn, nhưng mà có khi họ xa xăm, họ không thấy gì cả. Nhưng mà cái đó họ không thấy gì, nhưng mà trong mắt của họ là một con mắt bình. Còn con mắt chúng ta sáng suốt, rõ ràng. Chúng ta thấy tất cả, nhưng mà không có vọng tưởng. Trong lòng nó không nói,
không nói là cái đây đúng hay sai, nó không nói là cái đây lớn hay nhỏ, cái nó không nói, nó nghĩa là nó không khởi ra phân biệt gì cả. Nó không nói đây xanh vàng, mà khi chúng ta thấy đó thì cái tâm chúng ta cũng không máy động, nó không sanh ra cái hình tư tưởng, nó không sanh ra cái âm thanh để mà trở thành cái tiếng nói để phê bình phủ nhận hoặc là chấp nhận. Nghĩa là đại khái chúng ta nhìn sự vật mà tâm nó lại không sanh, thì lúc đó nó khóc. Cũng sự vật đó thì chúng ta sẽ bắt đầu, bây giờ chúng ta bắt đầu có một cái sự mới, tức là chúng ta thấy sự vật. Bây giờ chúng ta, bởi vì chúng ta tâm không sanh thì chúng ta không có ý nghĩ đó, mà không có ý nghĩ đó thì bây giờ chúng ta có, không có nói thì chúng ta đâu có đánh giá sự vật đó. Ví dụ màu xanh, màu trắng, màu đỏ gì đó, chúng ta thấy như vậy mà cái tâm nó im, nó lặng lặng thinh đi, nó thiếm thiếp đi, thì chúng ta kinh nghiệm những tí chút xíu xíu đó, thì chúng ta chỉ ở trong cái thấy đó, và cái kia nó đối diện với con mắt, chứ không phải là con mắt thấy. Bởi vì khi cái kia nó vừa thoát qua thì cái tầm nhìn của chúng ta nó lại nhìn thẳng vào ở phía trước đó, phía sau cái mà mới vừa vượt qua là cái gì đó. Cũng như là chúng ta nhìn trong hư không, từ cái trong suốt đó mà tự nhiên chúng ta thấy một áng mây, rồi nó qua cái áng mây chúng ta thấy một cái hư nước, bụi mù hay là một thấy cái rắn trời gì đó. Nó qua từng cái nhưng mà chúng ta không động tâm, không gì cả. Thì cái thấy chúng ta vẫn ở đó, nhưng mà sự vật nó thay đổi, chứ không phải là chúng ta thấy nó là gì cả. Đó. Hồi xưa tôi cũng rất khó nhận định cái này, nhưng mà lần lần tôi tự nghĩ ra cái cách để mà tôi làm sao cho tôi thấy cái đó mà không khẳng định được. Đó. Cho nên ở trong tâm tôi cấm không nói lên cái gì cả. Đó. Chỉ thấy thôi. Chỉ thấy và tôi cảm giác bằng cái hướng thọ của một cái khoảng trống, của một cái sự yên tĩnh, cái sự như chính đó, thì trong lòng nó nhẹ hơn. Nhưng mà đầu tiên thì mình có một cái sự ức chế, mình có một cái tính chất cũng như nó hơi bạo động một chút để dừng lại, để chặn lại và để không. Cũng như mình nói không với tất cả cái sự phân biệt một cái gì cả. Cũng như mình nín thở, mình ngưng vậy. Bây giờ thật sự nếu mình nín thở, mình ức chế thở thì mình cũng không nghĩ gì được. Bởi vì ý nghĩ nó cũng cần cái sự phụ họa của hơi thở thì nó mới xuống được. Còn không hơi thở thì dù có ý nghĩ xíu xíu thôi, nhưng mà không hơi thở, mình nín mà mất hơi thở thì mình cũng không nghĩ gì thêm ra được. Cho nên chúng ta lần lần chúng ta phải khám phá ra từ cái sự chuyển động, từ cái sự sanh hình, sanh tính, sanh thức, rồi cái ý nghĩ này kia, thì cái đó là nói thiệt sự, cái đó là bắt đầu, cái đầu mối của tất cả cái chúng ta gọi là khám phá ra trí tuệ là thiệt. Okay. Rồi khi chúng ta biết cái nguồn gốc của cái gì mà chúng ta có thể thiền định được cái đó, thì cái đó là tự tính. Và chúng ta biết cái tự tính đó, trước khi cái tự tính đó nó xảy ra, thì cái tự tính của tự tính đó là ngộ. Cũng như tướng phần là phía trước, cái đối tượng kiến phần là cái thấy của chúng ta, và cái chứng thần phần là chúng ta biết. Chúng ta biết về mình thấy và vật bị thấy. Rồi cái chứng tự chứng phần nó đi lên đây, nó không có dính dấp gì cả, nó biết cái đó, đó là cái tuyệt đối. Đó, nó ngưng tệ. Cho nên trong kinh cái đoạn mà nó hữu tình hiểu biết đương nhiên động, cái đó là chuyện bình thường, không động là loài chẳng có tình. Nếu học đạo chẳng tu hành chẳng động, tức loài chẳng động tức vô tình. Bởi vì tổ dạy là nếu muốn tìm cảnh thiệt tâm không động, thì trong lúc động mà tánh chẳng lai. Chúng ta biết cái động và cái lai nó khác nhau. Cái lai nó có một cái gì rất lạ lùng, rất bí mật, và nó chuyển toàn bộ chúng ta đối khắc ấy. Còn cái động mà chúng ta không lai là nó rất hay. Cho nên chẳng động thực rằng tâm chẳng động, không tình đâu có giống như lai. Cho nên tình cảm là tình cảm, lý trí là lý trí, nó không phải là cái gì hay cả. Nhưng mà nó phát sanh do cái hiệu ứng, do cái duyên khởi.
nó nhiều nước ít lửa, cái kia nó nhiều lửa ít nước, hoặc nó trung hòa, hoặc này kia. Cho nên vật chất và tinh thần nó có một cái tính chất pha trộn nhau. Bởi vì chúng ta nghiên cứu, đừng có nói chúng ta nghiên cứu về Phật hay là vị giác ngộ, nghiên cứu về con người thôi, thì chỉ ít nhất chúng ta phải biết cái cơ bản đó. Chúng ta biết cái gì nó sanh ra lửa, cái gì nó sanh ra gió, cái gì nó sanh ra nước, cái gì nó sanh ra cái chất cứng, gọi là chúng ta biết tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Chứ không phải là chúng ta nói ở cái thân ù lì này, nó như một cục đất, đó là đất. Rồi cái nước, nước mắt, nước mũi, nước tiểu là nước. Rồi nhiệt trong người chúng ta là lửa, và hơi thở là cái tính chất chuyển động là gió. Thì bốn cái hợp chất này, nó là cái thân con người, nếu tách rời ra thì không biết là con người là cái gì. Mà bốn cái chất này thì nó có thơm, có thúi, nó có đủ thứ cái chuyện mùi vị ấy cả. Và nó nếu ta, chúng ta nói cái phần nào thì nó chỉ nói được cái chuyện là phần đó thôi, chứ không nói được cái chuyện khác. Bước qua cái phạm vi khác thì nó trật lắc. Cho nên nếu chúng ta thấy nó là vậy, thì nếu chúng ta thấy một cách nhắm mắt hay mở mắt thấy như vậy, đừng có thêm ý nghĩ, đừng thêm biết gì cả, thì chúng ta nói là cái này đẹp hay là cái này xấu. Nhưng mà chúng ta biết nhìn sâu một chút thì chúng ta thấy nó thực sự là vô thường, là không có đứng yên, nó đã đang chuyển động và nó đang già chết. Nếu chúng ta chúng ta biết về về cái tính chất sinh học hoặc là ấy, thì chúng ta thấy cái này là bất tịnh, cái này là xấu xí dơ dãi. Mà chúng ta thấy về cái cảm giác thì chúng ta thấy thật sự đây là nó là khổ. Chúng ta không phải nói khổ, nhưng mà chúng ta phải thấy khổ, thấy những cái chuyển động, thấy sâu sắc trong đó, thực sự nó không xuống ít gì, nó là rất là khổ, khổ đế đó. Cho nên cái thấy không phải là chúng ta nói, chúng ta phải thấy. Cho nên tất cả các pháp chúng ta chỉ có cái thấy chân chính mà nó ngộ được hết. Còn cái học thì chúng ta học từng phần, phạm vi vậy đó. Mà khi chúng ta thấy được cái khổ rồi, thì chúng ta tự nhiên chúng ta ngầm biết tại sao chúng ta khổ. Bởi vì thực sự là chúng ta không muốn mất cái này, chúng ta không muốn nó tiêu diệt đi, chúng ta không muốn nó tan biến đi, chúng ta muốn không muốn nó không có, mà chúng ta muốn luôn luôn muốn nó có. Tức là chúng ta muốn lăn luôn luôn, chúng ta muốn nó như thế này. Ví dụ như bây giờ cái tai chúng ta không muốn nó méo mó, mũi hay mắt chúng ta không muốn nó lệch lạc, đến nỗi chúng ta không muốn nó không có. Nếu mà cho người hai mắt mà một mắt là chúng ta chán lắm, không thích. Hoặc là chúng ta tự tưởng tượng một cái gì mất đi là chúng ta rất là chán. Tức là trong đó chúng ta có cái hữu và chúng ta có cái thủ, và tất cả những điều đó là do dục. Cho nên tất cả cái khổ nó tồn tại là do chúng ta quy định cái việc cái hữu, cái dục. Cho nên do như vậy chúng ta biết cái tập đế không khó gì cả. Mà chúng ta phải biết chính mình chứ không phải biết suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta nhìn chốc lát thì chúng ta thấy ngay cái tập hay là cái khổ đó nó không có đó. Vậy nó thay đổi. Tức là trạng thái xúc giác, cảm giác thay đổi. Và tất cả sự vật nó cũng không ở đó, cũng như cái vòng lửa hay là cái vận tốc của một vật chuyển động hay là một cái gì đó, nó không phải đứng yên đó, mà chúng ta thấy cái bóng dáng, cũng như giống như một cái que lửa mà quay tròn thì chúng ta thấy vòng tròn, mà quay lệch như con số 8 thì chúng ta thấy là con số 8. Nó không có thật, cái hình dáng nó tạo ra cái tính chất của chúng ta quen thuộc trong cái biết, và chúng ta xác định nó. Cho nên tất cả nó thực sự là toàn là cái chuyện mà chúng ta ăn theo, bám víu theo cái ký ức của cái gì đó tầm bậy tầm bạ không. Cho nên tất cả cái học, cái biết của chúng ta nó chỉ sống ở trong cái phạm vi con người. Nhưng mà con người chưa mở mắt, con người chưa thông đạt, con người chưa có cái thấy, chưa có cái chân lý, thì chúng ta cho cái đó là đúng. Nhưng mà nó chỉ đúng ở trong phạm vi của một làng xóm thôi, của một cái đất nước thôi. Chúng ta qua một cái thế giới khác, đất nước khác, thì họ lại sai khác, họ là cái hiểu biết. Chúng ta nói bằng phần tương đối thì nó là khác đó. Đến ngôn ngữ cũng khác, cách ăn uống, đời sống hay là tất cả bất cứ cái gì cũng khác.
nó không khóc nhiều thì khóc ít. Đó là chúng ta nói trên mặt đất này, nhưng mà giả thì chúng ta chuyển qua một cái hệ khác, một cái hành tinh khác, thì chúng ta dĩ nhiên là chúng ta không thể sống như thế này được, tất cả mọi điều khác. Nhưng mà nếu chúng ta có sự bảo vệ, chúng ta có sự che chở hay là giữ gìn một cái gì đó thường, thì chúng ta vẫn có thể tồn tại. Nhưng mà cái tánh biết hay tánh nghe chúng ta thì cũng vậy thôi. Nó thì cũng vậy thôi. Mà chúng ta nghe theo hệ, chúng ta nghe theo cõi, chúng ta nghe theo cái thời gian ở đó và không gian ở đó, chứ không phải ở đây. Cho nên tất cả chúng ta đều bị cái duyên. Khi nó hòa hợp thì cái giả danh gì đó nó sinh ra, gọi là nhân duyên hòa hợp, hư vọng giả danh. Nhưng mà khi cái giả danh đó nó tiêu tàn rồi thì cái nhân duyên nó cũng diệt. Nhân duyên biệt ly, hư vọng danh dự. Cho nên chúng ta là một con người nó không có cái thấy, thật sự nó là người mù. Chúng ta có mắt nhưng mà chúng ta không có biết đúng sai, phải quay thật giả, hay là chúng ta không có biết cái gì hết cả. Đại khái chúng ta không biết từ A đến Z. Chúng ta chỉ biết bằng sự quy định, biết bằng sự khẳng định của mỗi trong cái thời gian của giống loài, của loài sống, của cái thời nào đó. Ví dụ nói gần thì chúng ta biết từ cái thời thượng cổ, trung cổ hay là cái gì cho tới đây. Từ về sau thì mỗi lúc chúng ta biết khác, đời sống khác, luật lệ khác, hiểu biết khác, rồi cái tính dục hay bất cứ gì chúng ta nó cũng thay đổi, nó khác. Cái ngày xưa nói khác, bây giờ nói khác, rồi bất cứ cái gì nó cũng thay đổi. Cho nên chúng ta thấy thế gian vô thường. Còn đất nước kêu bằng cái nơi dừng chân của chúng ta là cái quả địa cầu này, nó cũng không có tốt lành gì cả. Quốc độ nguy thủy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị hư nguy vô chủ. Rồi tâm thì ác, tâm thì ác nguy, hành cái hà, mỗi cái hành mình là tội, không chúng có phước, hành vi tội tạo. Nếu mà như thị quán sát thì tìm cái sanh tử. Đó là tôi học hồi mười mấy tuổi trong tiểu học. Nhưng mà tới bây giờ tôi vẫn có cái bài đó, tôi vẫn còn bám giữ, tôi vẫn tu được đó. Cho nên do vậy đó. Chứ tôi không có học cái gì cao siêu đâu đó. Còn cái tứ đại cũng vậy đó. Tứ đại chúng ta thì chúng ta thấy bây giờ chúng ta nói không nói cái thân, nhưng mà chúng ta nói đây là bốn cái hợp tác, bốn 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 cái tính chất, cái phần mà cũng như để điều phối hợp thành cái thân này, bốn cái nguyên lý, nghĩa là cái chất cứng, chất nhiệt, chất lỏng, hay là chất nghĩa là ướt này kia, đất nước gió lở, gió lửa đó. Nhưng mà chính tự nó cũng không có thật, nhưng mà chúng ta tạm thời giờ cái gì cứng thì chúng ta đó là cái thành phần của đất. Cái gì trôi chảy như là nước tiểu, nước mát thì là nước. Cái gì mà nó còn ấm, còn nóng thì chúng ta lửa. Hay là cái gì mà chuyển động như hơi thở, gió thì chúng ta gió. Nó hợp lẫn nhau. Nhưng mà thật sự chúng nó là một cái chúng, thật sự nó không có hòa chi. Nó vẫn phản bội lẫn nhau. Cho nên cái thân mình rất đau khổ. Gọi là tuy nãi tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Nó thường chống trái lẫn nhau. Vì thế cho nên mới có là vô thường, lão bệnh, bất giữ, nhân kỳ, tiêu tùng, tịch vong, sắc na dị thế. Cái đó là trước khi đắc vị học sa di thì phải học thuộc cái đó, gọi là quy sơn cảnh sách. Vô thường, lão bệnh, bất giữ, nhân kỳ, tiêu tùng, tịch vong, sắc na dị thế. Nó như vậy. Như mùa xuân sẽ hạ, tất cả mọi lần sang mùa thì cây cối vạn vật nó đều khác hết. Con người qua một năm thì tuổi đời thì tất cả nó đều già chết hết. Nó chết từng phần, rồi lần lần nó chết toàn bộ. Rồi nó chấm dứt. Nhưng mà chúng ta đâu có, chúng ta chỉ khoái lạc thôi, chỉ ồn ào, chỉ hí hửng thôi. Lát nữa nó ngã cái rầm cái mặt nằm. Cho nên có một lần tôi mục kích, tôi đi xe, có hai thằng, nó đi ngon tôi, nó còn khèo, nó còn giỡn, nó lạng lách trước mắt, nó làm nó thấy mình là ông già, mình đi xe rồi vậy đó. Một hồi thì tôi phải đi chậm lại, để cho nó đi trước, nó đi vút vút, rồi nó chở. Nhưng mà qua khỏi chừng cỡ 20 cây số bao nhiêu
Tự nhiên tôi thấy cái bất chiếu đáp lại, thì chính hai thằng đó nằm dưới đất, nó đụng xe sau đó. Rồi tôi thấy thật sự tôi cũng không 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 kịp mà thương tiếc, không kịp cái gì hết cả, tôi cũng dòm vậy tôi đi thôi, thì biết làm sao đâu nó. Cho nên ồn ào đó rồi cũng không biết mình là ai, mình là đi đâu nữa. Cho nên sống cũng không biết sống, mà chết thì dĩ nhiên không biết chết. Cho nên nó mơ hồ, thế giới này nó như mộng mị, như ma quái. Nhưng mà con người là không ý thức được, không có ý thức được cái bây giờ, không ý thức được chuyện đó. Cho nên bắt buộc là chúng ta phải bắt đầu học lại, học tiểu học đời, học đất nước gió lửa cái thân thế. Chứ không phải là nói thân người là có ba phần, đầu mình và tứ chi rồi này kia, không phải. Chúng ta phải học cái thân là cái gì, cái đầu là gì. Cho nên do như vậy chúng ta hoàn toàn chính chúng ta mà chúng ta còn biết được. Chứ đừng có nói là bây giờ chúng ta, ví dụ như cái nghiệp chúng ta, ví dụ chúng ta đi ngang, ví dụ hồi xưa tôi đi chơi Sài Gòn, đi ngang ở Chợ Lớn mà nghe những mùi chiên xào rồi trong nó thơm phức à, trong người mình nó nổi da gà. Đi ngang mấy cái tiệm Chợ Lớn đó, họ nấu cái thời đó họ nấu ăn rất ngon, họ khử sao mà mình đi ngang cái đường phố đó thì mình thấy nghe cái mùi đó, cũng như mình ảnh hưởng, mình chịu ảnh hưởng. Cũng như mình đi ngang một cái chỗ mà nó cãi cọ, nó ăn nhậu thì mình thấy, nếu mình tu hành mình quen ở thanh tịnh mình nghe nó mệt tai, nhưng mà người ta nghe người ta khoái, người ta còn muốn ngồi vô chơi đó nữa. Cho nên đồng nghiệp nó thu rút, người ta thu rút nhau cái sự quen thuộc, nó gọi là nghiệp rút, thu rút nhau, và người ta sống vì cái đó, và sau người ta cũng chết vì cái đó. Cho nên sống chết ở trong cái tính chất biến đổi của cái tính chất mà chúng ta chấp nhận và phủ nhận. Cho nên mình muốn quán sanh tử thì mình phải quán thấy được tất cả những cái xảy ra, cái giai đoạn. Con người đừng có hí hửng, đừng có tưởng mình lâu dài. Cho nên kiếp ban mai lâu dài chỉ đó, thân người đời nào có bao lâu. Nhộn nhằn trong cuộc bể giao, xuân sanh mới đó bắt đầu rồi đây. Ba vạn gì, 36.000 ngày công khó, chia phần đêm cho đó một hòm, chỉ có cái hòm quan tài, một lỗ đất đang ngòm thôi, chứ chả có cái gì hết cả. Nó là sự thật, chứ không phải là chúng ta bi quan lạc quan, nó là sự thật. Nó sẽ xảy ra trong cái đoạn đường mà chúng ta đi tới. Dù muốn dù không, nó chỉ có một con đường và chúng ta sẽ đi tới một cái lỗ đen. Không có ai tránh khỏi cả. Nhưng mà chúng ta chỉ có hiểu biết được và chúng ta có thể bay lên từ có trong khi có thân này. Cái linh hồn chúng ta nó sẽ bay lên và chúng ta hãy chết đi bất cứ một cái gì tưởng tượng, một cái gì mà bám víu, một cái gì mà cho đó là thật này kia đó. Thì chúng ta tự nói với mình không nói với người. Mình nói với người thì sai, nhưng mà mình tự nói mình là cái đầu của mình nó rất ngu xuẩn. Nó đang chết mà nó không thấy chết, nó đang khổ mà nó lại thấy ngược lại nó vui, là bởi vì một cái kích động. Và cuối cùng chúng ta biết rằng chúng ta không phải là cái đó, nhưng mà chúng ta là chịu áp lực vì cái đó, chúng ta là bị những cái luồng thu rút về cái đó. Cho nên chúng ta bị hút và bị đẩy, nó hút vào và nó đẩy ra. Cho nên chúng ta nó tạo thành cái đó mà chúng ta không thấy được cái chân lý, thì chúng ta nói tôi tham, tôi sân. Thực sự tôi đâu có tham đâu, cái bản ngã nó đâu có tham, nó đâu có sân. Bởi vì tham là một cái lực hút, một cái lực cũng như gọi là nhiễm sắc thể. Chúng ta đâu có biết được, chúng ta vừa thấy một cái này, tự nhiên nó vui, vừa thấy, thấy thoáng qua hồi giờ chúng ta chưa biết. Chúng ta thấy một cái là chúng ta đã đồng ý rồi. Chúng ta vừa rồi, vừa với cái không có phản đối rồi, tức là hỷ. Đức Phật nói ngay nơi đó là đã bắt đầu già chết. Hỷ lạc là căn bản đau khổ, từ hữu sanh khởi lên và già chết đến là hữu tình. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta thấy cái này chúng ta hỷ, hỷ thì cái hình này nó đã vô trong lòng chúng ta. Và khi nó vô nó đâu có ở đó, nó vô nó quậy chúng ta. Nó rõ hơn là kêu bằng một anh nào đó thấy một chị nào đó, một chị nào đó thấy một anh nào đó. Thấy cái là khoái rồi, gục đầu rồi, là chìa tay ra bắt, còn gục gặt nữa, còn nháy mắt nữa. Đó.
đó, cho nên nó lọt thấy vô rồi, nó lọt vô tức là nó chiếm thấy cái đồn điền của mình, nó chiếm hết cả. Nhưng mà mình đâu có muốn vậy đâu, mình không phải muốn trước, mình không phải sợ đúng sai phải quấy tham dễ cả cả. Nhưng bởi vì mình không thấy cái từ nó gọi là hỷ lạc nhiễm sắc thể là cái căn bản mà nó cũng không phải là gián điệp việt gian nào, nhưng mà nó lọt vô trong là nó quậy, mà chúng ta là chịu quậy vậy. Cho nên chúng ta thế, cho nên nói gì đó, người thiếu phụ mà trên lầu trong đêm trăng, chúng là tạo là vần thơ cho nó lâm ly. Cho nên cũng như thiếu phụ trên lầu không trăng, hãy như cái sau băng băng mãi, trong lòng buồn buồn mãi không thôi. Cho nên cuộc sống này nó thích như vậy, nó thích những cái lâm ly bi đát, và nó thích không có như vậy, nó không có đã, nó thích như cái này. Cho nên con người á, cái nghiệp của nó không phải là mình, nhưng mà tự nhiên không biết đâu. Cũng như tôi, tự nhiên cái chân của tôi nó ngứa, mỗi lần tôi gãi tôi cũng thấy sướng. Thực sự nó không muốn gãi, nhưng mà khi mà gãi đó, trong cái tôi nghe kỹ tôi thấy mình cũng muốn gãi cho mạnh, nó đã. Trong cái đã đó nó có một cảm giác bằng lòng, chịu đó. Nghĩa là ít nhất là nó trong một tích tắc, một sát na nào đó, nó sướng. Cho nên mình thấy, thật sự cái sướng nó là cái khổ. Nhưng mà mình đâu có nghĩ như vậy trong lúc đó. Nếu mà nó ngứa quá, mình gãi nó, nhất là những cái mục nước hay cái gì đó, mình gãi nó chặt ra cái thì nghe nó sướng lắm. Cho nên con người mình nó sướng là thật sự mình bị cảm giác nó bung ra, thu vào và bung ra. Mà trong cái cảm giác đó không phải là mình. Cho nên do như vậy Đức Phật dạy quá ngủ ấm. Cái đó chỉ là cái đó. Cho nên cái thọ chỉ là thọ, tưởng chỉ là tưởng. Mà nói là khi cái chỉ là đó, tức là mình thấy mà không có người thấy. Cho nên chỉ là cái thấy thôi, cũng như bây giờ chỉ là cái thấy thôi. Thì thật sự cũng không cần giảng bài này nữa. Không cần nói cái thấy là ai này kia, thấy là cái thấy thôi. Dù bây giờ có tướng không tướng, nhưng mà nó không có đánh giá, không có sanh diệt, không có biện luận, không có cái tính chất... nghĩa là nhiễm hay là thích hay là từ chối, nghĩa là nó không sanh ra bất cứ tâm gì, tức là thấy chỉ là cái thấy là chỗ đó. Cho nên Đức Phật có nhiều cách để dạy mình, không phải nhất thiết là mình phải thấy cái tính thấy, nhưng mà mình chỉ thấy kệ nó, thấy là thấy chứ đừng có. Cho nên nghe chỉ là cái nghe, cho đến ở trong nội giới của mình thì có cái thọ thì mình biết là thọ. Mà khi mình biết là thọ rồi thì thực sự nó không sanh nghiệp, nó không sanh tưởng. Nhưng mà nếu không biết thì nó sẽ ghi hình rất là đậm. Và nó sẽ truyền níu thành ra cái khả năng của cái nhớ, cái bản ngã. Cho nên cái này là tôi thích kinh nghiệm. Khi tôi ăn một món gì, làm cái gì, tôi coi, tôi nghe kỹ cái cảm giác đó. Và cái cảm giác nó lăn lăn. Và nó sau đó nó trở đi trở lại, nó khó gì. Cho nên người ta rất sợ, người ta phải từ chối cái lạc thú, ta từ chối tất cả những cái ngũ dục. Bởi vì người ta, ta không có thắng nó được. Không ai thắng nó được hết cả. Ta chỉ ức chế, từ chối hoặc làm gì đó, chèn ép nó hoặc là giả ngu giả khờ chứ không thắng nó. Nhưng mà cái người thắng nó là cái người không phải thắng mà người thấy được nó. Cái người không có chiến thắng. Nhưng mà cái người đó là họ có cống dòm, họ thấy nó, họ có cái kính hiển vi, họ thấy được chính thật cái thấy, chứ không phải là thấy nó, không có đánh giá, thì người đó thoát ly ra. Cho nên ở trong cái tánh thấy này á, chúng ta nói phần đầu, tức là chúng ta nói về cái thấy của tướng trạng để chúng ta nhận biết cái thấy, để chúng ta nhận biết cái thấy với thật sự là mình. Còn cái bị thấy đó, nó không có dính dấp gì tới mình. Vì thế cho nên chúng ta thấy đừng có sanh tưởng, đừng có sanh tâm, đừng có phê bình, đừng có sanh ra cái nhị nguyên, đừng có gì hết cả. Cho nên thấy chỉ là cái thấy đó. Tức là cái tánh thấy, dù chúng ta thấy, tánh thấy hay không thấy, tánh thấy cũng không cần. Mà chúng ta chỉ là thấy. Thì nghe cũng chỉ là nghe.
trong năm cái quan năng ngũ quan chúng ta đối với năm trần nó như thật như thị, đó là bắt đầu khởi đầu. Rồi nếu chúng ta có cái đó nó yên yên rồi thì chúng ta sai vào trong, chúng ta cái thấy cũng là cái nghe, chúng ta biết cái cảm giác chỉ là cảm giác, thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, nó thật sự chứ không có cái, nó không thể không giải thoát được. Khi mà chúng ta thấy như vậy đó, cũng như bây giờ chúng ta ăn á, chúng ta nói tới hồi nãy không uống nước, nói nó mê, nó bị mê nói gì, nói hết cái này thôi. Cô này cô gái cho lẹ lẹ đi. Lúc nào thấy cái mặt cô nhá 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 kệ anh, bây giờ nói thì nói, ta phải biết cái bây giờ thôi, còn mọi cái nó không biết, cho nên sống chết kệ ai. Cho nên do vậy khi mà chúng ta thấy được cái bên ngoài, chúng ta xác định tính thấy không phải là đối tượng, không phải là con mắt, không phải, mà nó như là cái tính chất không gian, tức là một cái không gian. Cái không gian nó không có đối vật, nó không có vật lọt vào bên trong được, mà nó không có cái niệm lọt vào bên, ở trong đầu được. Chúng ta biết cái rõ ra thì thật sự chúng ta không thể là không hiểu được. Bởi vì chúng ta hiểu bằng tính chất chúng ta dò la và chúng ta tự làm ra một cái kinh nghiệm cho chính mình. Đó, thì chúng ta sẽ biết được tính thấy. Và cái tính thấy đó cuối cùng chúng ta sai vào bên trong. Chúng ta thấy được cái thực tánh. Tức là đầu tiên là chúng ta sẽ thấy cái sự sanh diệt. Tức là chúng ta thấy cái niệm. Rồi chúng ta thấy những cái đặc tánh của mình nó sanh khởi. Cũng như tôi nói giờ tí bây giờ. Ví dụ bây giờ chúng ta cầm cái ly thì chúng ta biết. Không phải chúng ta biết cầm ly mà chúng ta biết cái xúc này, cái chạm vô. Nếu chúng ta không biết chạm vào có thể chúng ta dở ly ra nó rớt cái đùng. Nhưng mà chúng ta biết cái chạm thì tự nhiên cái chạm nó bóng như cái gì vậy? Bây giờ giật cũng không đứt nữa. Chúng ta biết như vậy đó. Vì chúng ta biết xúc. Rồi chúng ta đưa từ đây đến đây. Chúng ta uống một hớp nước. Ta thấy nó cũng không mắc. Là bởi vì cái gì nó xảy ra trong cái thấy biết, tức là nó xảy ra cái cảm xúc nó chạm cái môi, nước này nó cũng nguội rồi, nó ấm ấm thôi, nó không lạnh nhưng mà nó ấm ấm. Khi nó vào trong miệng chúng ta thấy một cảm giác nó hơi ấm ấm, và nó triệu trạo một cái nhẹ gì đó, và nó tự nhiên nó trôi vào phía trong, và nó trốn mắt, nó đâu mắt, không còn biết nữa. Đó, chúng ta thấy rất rõ ràng như vậy, và chúng ta thấy cái thấy rõ hay là cái xúc. Nếu mà chúng ta thấy trong cái cảm thọ thì khi chúng ta để xuống cái ly nước này nó không có lưu luyến, dù chúng ta có khát đi nữa nó cũng không có đòi hay là không đòi. Nếu chúng ta muốn uống thì uống, không muốn thôi. Cho nên ngay khi chúng ta thấy đó nó gọi là ly dục, tức là ly cái sóng hút, mà nó không phải là cái sóng đẩy, mà nó thấy sự thật. Cái sự thật đó nó không nói tôi thấy, tôi uống, tôi ăn, hay là tôi sướng, tôi khổ gì cả. Nó vừa thấy cái thọ, tức là ở trong này nó cảm, nó biết là thọ chỉ là cái thọ. Tức là chỉ cái đang là của thọ, nhưng mà nó không có đứng ngoài nó nói đâu. Nó thấy, khi cái thấy đó nó không có nói. Đó, nó chắc chắn là nó không có âm thanh, nó không có nói. Mà thì không có nói thì mới gọi là biết được cái thọ. Biết được cái thọ rồi. Khi biết được cái thọ thì khi mà rời cái sức ấm, cái ly nước hay là rời cái miếng ăn ra đó, thì nó cũng biết là không. Cái không này nó xóa cái có, cái thọ này. Đó. Cho nên do như vậy cái người mà thấy đó không thể nhiễm được. Muốn nhiễm cũng nhiễm không được. Cho nên ngay nơi đó cái nghiệp nó tan lìa liền. Tôi nói thật sự. Bởi vì nghiệp là gì? Nghiệp là cái vô minh, cái không có, nó nối liền cái cảm giác và tư duy, cái thọ tưởng của mình đó. Nó nối và nó không không cầu không được, đẩy không không lui, mà nó cứ nó đi vào. Bởi vì chính nó mà, chính nó là cái lực sống, cái tính thái biết nó chính nó. Nhưng mà khi mình thấy được cái thọ rồi thì nó không có nói tôi thấy, tôi ngã gì cả. Cũng giống như thầy ngồi, nó hay nhất cái vai này,
hoặc nó hơi đau đau rơm rớm ở dưới này, nhưng mà tôi chỉ nói là cái cảm giác nó như vậy, hay là cái thọ như vậy, nghĩa là mình không nói nữa, mình biết nó như vậy đó, chứ nó không sanh ra cái tôi đau hay tôi nhức. Cho nên do vậy mình có thể tăng cái thời gian lên, mình ngồi có thể là mình ngồi 5 phút nữa nó té, nó hết chịu nổi rồi, đau quá, nó mỏi quá rồi, nhưng mà mình có thể ngồi 2 tiếng đồng hồ. Đó là cái kinh nghiệm tự thân như đó. Mà cái đó nó cũng là một cái kỳ gì vậy. Ví dụ nhiều khi tôi muốn xách một sức mà cái gì đó, nhưng mà đừng có quá. Ví dụ bây giờ cái sức tôi chỉ có 10 kg, nhưng mà tôi có thể xách 25 kg, mà tôi có thể xách đi nổi, là bởi vì tôi không có cân lượng trước, và tôi tự tin cái khí thật đó, cho nên cầm cái đó tôi có thể xách đi nổi. Vì thế cho nên cái tâm nó trở thành khí, và thế cho nên tôi có một cái nắm đấm mà có thể bất cứ lúc nào ra nó cũng vẫn có lực. Bởi vì cái lực này nó từ từ tâm, tâm nó sanh khí, nó không bị gì vật gì cản. Cho nên khi mà đưa tới đâu nó thu rút tới đó. Nó tự tập trung. Bởi vì nó không có vật cản. Vật quản là bởi vì cái thức của mình nó cả dùng cả thẳng, và nó bất thường. Nó. Cho nên do như vậy chúng ta thấy cái này không phải là vấn đề tâm không, mà nó còn biết được những cái chuyển động của tính chất vật lý, và nó biết được những cái cơ bản của hình thành những cái tính chất va chạm động, hay là nó biết được cái trọng lượng sinh từ đâu. Vì thế cho nên mình tạo cho mình một cái lực, nhưng mà dĩ nhiên là nó tương đối thôi. Ví dụ tôi có thể tôi duy trì, ví dụ bây giờ năm nay tôi chết, nhưng mà tôi muốn tôi có thể duy trì thêm một năm hay chút ít nữa. Bởi vì tôi biết cái chỗ mà nó bị chết như thế nào, và tôi gạt cái chỗ đó ra, tôi để cho nó nối tiếp với cái chỗ không chết, thì nó sẽ không chết. Nhưng mà nói cái đây thì thực sự nó rất mơ hồ, khiến người ta sanh ra cái nghĩ không hay. Chứ thực sự con người có thể duy trì được mình ở trong một trạng thái. Vì thế cho nên ở trong cái bệnh tôi thấy không bệnh. Đó là một điều tôi nghĩ đây là một trò chơi, một khám phá thôi, chứ không phải là mình phát minh gì hết cả. Nó sự khám phá ra rất hay. Cho nên con người thật sự nó không có già chết, không có bệnh hoạn, không gì hết. Cho nên tôi không có thấy thời gian. Bởi vì trong cái chuyển động nó chỉ là cái xúc, và nó không tạo thành một cái tính chất dự cảm theo thời gian. Cho nên do như vậy nó không biến hành về tất cả những cái tế bào não, cái tính chất. Cho nên cái năng lượng của nó tăng chứ không giảm. Đó. Bởi vì cái nguyên lý của nó là từ cái ý nghĩ của mình đó, nó làm cho mình có một cái sự cũng như thối chuyển hoặc là tiến hóa, là do cái sự phấn khởi hay là cũng như là bạc nhược của mình tự. Cho nên tất cả tâm và vật nó tự điều phối lẫn nhau, nhưng mà cái quan trọng là nếu chúng ta muốn thay đổi nó hay là chúng ta muốn chủ trì nó thì chúng ta phải biết nó. Còn nếu chúng ta không biết thì tự nó sẽ theo cái luật của nó. Cũng như cái tai này, chúng ta muốn mạnh thì nó mạnh, muốn yếu thì nó yếu, nhưng mà nó cũng phải theo cái trình độ và cái tuổi tác của nó. Ví dụ như bây giờ cái người mà cái tuổi như tôi, họ có thể xách 20 kg thôi, nhưng mà tôi có thể xách được 40 kg. Ví dụ như có khi tôi có thể vác được một bất cứ một đứa nào ở trong này, bởi vì tôi biết nó chỉ chừng 65 kg trở lại, 70 kg trở lại thì tôi có thể vác nổi. Bởi vì trước đây mấy năm tôi có thể vác 80 kg được, mà tôi bưng ông Rory lên nổi, ông tay ông ẩm tôi vẫn ẩm ông lên nổi, nhưng mà vài năm trước thôi. Còn bây giờ thì nó lụt xuống rồi, nhưng mà lụt xuống rồi thì trong vòng từ 60 kg trở lại tôi có thể bưng nổi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi không nghĩ rằng tôi già, hay là tôi cái tuổi tác tôi không ý thức về thời gian, và tôi tưởng tượng giống như trong giấc mơ, giống mình vui, mình trẻ, mình bình thường vậy thôi. Cho nên tự nhiên trong cái ý nghĩ của tôi, mình nó làm cho một có tạo thành một cái điểm tụ. Và nếu không có một cái ý nghĩ thì tất cả nó lưu loãng, giống như trong cái không gian mở của nó, tất cả cái khí nó thông dụng. Cho nên tất cả đó là từ những cái điểm mà cái thức mình chuyển đó. Cho nên trong cái vấn đề học này là thật sự nó cũng đưa ra một cái nghiệm chứng mình, cho nên từ tánh thấy tánh biết tất cả, chứ không phải là học là lý thuyết để chúng ta biết, nhưng mà chúng ta phải ứng dụng vào cái tính chất của sự sống. Cho nên tôi nói tâm, tâm là gì? Tức là Đức Phật nói cái năng,
cái tâm không thấy thì cái năng không biết được. Nhưng mà thật sự trong tai này muốn mạnh mạnh, yếu yếu, nó sẽ sanh ra cái lượng của trọng lượng, mà nó cũng sanh ra một cái gì đó, nó sanh ra cứng hay mềm hay này kia. Cho nên nó từ một cái vô hình của chúng ta. Cho nên đến khi mà chúng ta tan biến hết những cái tương đối của sự hiểu biết của thức rồi, thì chúng ta sẽ có một lực lượng nó rất kỳ lạ. Cũng như trong giây phút mà người ta nhảy dài hay nhảy cao hay là gì đó, thì trong giây phút đó khác nào người ta bay trong một khoảnh khắc mấy giây. Ví dụ người ta có thể phóng qua một cái gì đó hoặc là nhảy cao trong cái thể thao đó. Cho nên cái chỗ đó nó lẫn lộn giữa thức và tâm, giữa cái ý và những cái không gian biến đổi của tâm. Cho nên trong cái vấn đề này nó có cái tính khoa học chứ không phải không. Bởi vì tôi học Phật không phải là tôi học để chơi, mà tôi muốn sáng chế, mà không phải là tôi sáng chế ra cái đồ dùng, mà tôi sáng chế ngay cả đời sống của tôi. Cho nên tôi tin rằng nếu tôi muốn trẻ trẻ, tôi muốn già già, tôi muốn chết chết, tôi muốn sống sống đó. Nhưng mà có điều là tôi không có quan trọng điều đó, tôi không có không cũng không có hứng thú. Cho nên nó chết cho nó sống, nó đúng cái chuyện gì nó ngoài cái ý tưởng tôi, cho nên nó không có chuyện đó nữa, nó không có chuyện sống chết nữa. Nhưng mà có lẽ là tôi cũng giật mình, nếu ai rót cái dao tới chết thì chắc né được, tôi cũng né, tôi biết vậy đó. Nhưng mà nếu không né được thì tôi là trở lại chính cái sự bình an của tôi, không cần né. Mà còn mình thử cảm giác cuối cùng của mình vừa biết cảm giác thì mình tối đi. Nhưng mà trong cái tối mà tôi không sợ hãi, tôi ổn định thì tự nhiên nó là bừng sáng lên một cái lực khác đó. Nó trở thành, nó chuyển động cũng như là một cái giống như điện vậy. Nó, trong quan học nó biến đổi, và đồng thời cái tính thái của tôi nó trở thành một cái trung ấm phi thường, và tôi vượt ra vật chất, tôi có thể nhìn lại trong khi tôi ngã xuống hoặc là và trong khi cái người đó như thế nào. Thôi tới đây là đúng giờ rồi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay được trên thầy khai thị cho đề tài về tánh thấy vô ngăn ngại. Qua đề tài này thì trên thầy đã chia sẻ cho chúng con, và chúng con được thưởng thức đến ba cái phạm trù vi diệu. Con cảm nhận rằng là ngay cả trên cái pháp của trong tạng Pali thì pháp của thầy chia sẻ nó cũng xuất hiện trên cái phương pháp liệu pháp ở trên trạng tạng Pali, mà pháp của thầy chia sẻ nó cũng xuất hiện trên tạng Sanskrit, tức là nói về cái chân tướng sự thật của vạn pháp. Ở đây thầy đã chia sẻ cho chúng con về cái tánh thấy của chân tâm bổn tánh khi nhận diện vạn pháp, cũng đã làm cho chúng con có cái chỗ hiểu biết, có cái chỗ nương tựa để làm cái tư lương cho chúng con khi chúng con có thể khám phá, mà nương vào đó không thể bị sai lầm nhận diện một cách ngộ nhận. Thứ hai là ở cái điểm cái pháp mà dùng cái liệu pháp ở trên tạng Pali thì trên thầy cũng đã có chỉ dạy cho chúng con bằng cái thực nghiệm của thầy, đã cho chúng con thấy rằng ngay cả hai phương pháp bẻ gãy cái mắt xích ở trên xúc, hoặc là bẻ gãy cái mắt xích mà từ thọ chuyển qua ái, thì thầy cũng đã chỉ dạy cho chúng con về cái pháp quán nhìn cái sự vật như đang là, thì nó cũng có hai cái cấp độ của nó. Một là cấp độ đang là trên cái pháp hữu vi, hai là cái cấp độ đang là trên cái pháp vô vi. Thì như ở chỗ nhìn thọ mà như nó đang là, như cái thọ đó đang là, thì đó chính là nhìn trên cái đang là của cái pháp hữu vi là cái thọ đó. Thì ngay đó thì cũng có thể
cắt đứt được cái sự chuyển từ cái thọ sanh ra ái, thủ hữu, sanh già bệnh chết, thì đó cũng là một cái lộ trình đặc biệt ở trong cái duyên khởi. Và con cũng từng biết được là từ cái thọ đấy, nếu như tỉnh giác nhận diện như đang là thì nó cũng có thể chuyển qua là niệm định tuệ cho chính bản thân mình, mà nó không có sanh ra cái thức, sanh ra ái để tạo thành cái sanh già bệnh chết cho chúng sanh. Bên cạnh đó, trước cái mắt xích đó thì thầy cũng đã chia sẻ cho chúng con hiểu được ở cái chỗ cái mức độ thâm sâu hơn là khi mà cái cảnh xúc với các căn, thì khi mà cảnh tiếp xúc với các căn mà nếu như mà ngay đó chúng ta có thể dùng cái sự tinh tấn để ngưng trệ cái nhận thức của mình đối với các pháp ngay đó, thì như vậy thì năng lực xúc nó cũng không thể sinh được, huống chi là thọ sinh sau đó. Cho nên con thấy rằng là pháp của thầy đã triển khai trong cái thực nghiệm của chính thầy, nhưng mà làm cho chúng con hiểu rõ đến cái ngay cả trên cái phương pháp luận, phương liệu pháp trên tạng Pali, cũng cả là cái tạng Sakarik về cái lĩnh vực sự thật của vạn pháp chân như thật tướng. Thực sự chúng con được có diễm phúc được nghe trên thầy chỉ bày, để thứ nhất cũng có những cái pháp hiện hữu để chúng con thực hành, như là cái liệu pháp của tạng Pali, đó là các cái duyên khởi và sự cắt đứt các cái mắc xích của duyên khởi. Và bên cạnh đó, nếu chúng con có thể muốn tiến bộ cái trí tuệ một cách đại tuệ hơn, một cách là nhất thiết chủng trí hơn, thì chúng con cũng có cái con đường để hướng đến cái sự thấy biết vô vi. Đó là thực sự chúng con lấy làm vô cùng là kính ngưỡng, và chúng con sẽ cố gắng để ghi nhớ để một ngày nào đó chúng con có thể bắt gặp cái pháp đấy và chúng con có thể dụng nó một cách cho có lợi ích cho chúng con. Giờ này chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con là kính cảm niệm ơn đức trên thầy đã từ bi san sẻ chỉ dạy cho chúng con. Nam mô Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, tuyên bố giải tán.